Anh em cũng giỏi lấy này. Anh em làm nhiều thứ lắm. Làm kế toán. Thế thì tốt quá rồi. Thôi ở đi buôn. Kế toán cho vợ. Kế toán cho vợ đó. Làm kế toán cho vợ đó. Cái khâu đau đầu nhất là ông nhận gì đấy. Kế toán cho vợ ngày ở nhà vợ được mấy tiếng rồi. Nghe rồi. Ừ, nghe rồi đó em. Thế máy in được không? Bạn ấy like bao giờ chưa? Em chưa. Em đang. Ui, cứ lên nói bừa đi. Cứ lên nói bừa đi. Ngày trước chị like có biết cái gì nói đâu. Thằng cứ nói bừa đi. Với lại mình cứ tả đúng chất cái các thứ. Hình ảnh mình bán thật thì lúc khách nhận hàng thì người ta cũng thấy thật thì người ta mua. Và người ta mình có khách quen thôi. Chứ mà bảo để em. Để mà phải đi học like. Cái của em like mất bao lâu thì like sai được? Ừ, chạy cái này á, cái bếp này cũng phải chạy cả năm rồi á. Ừ, mua của kia cũng phải cả năm rồi. Bây giờ đây chạy bình thường thôi. Hello mọi người nhá. Chào số, chào chị Thu Lê, mọi người vào chấm bài lên cho em nha các bác nha. Mọi người ơi, thấy em chưa? Hôm nay mình nhận được quần áo nhà bạn đẹp lắm bạn à. Cảm ơn chị Thảo Trường Sơn nhá. Nhận rồi ạ, chị bé mặc vừa không ạ? Chắc là mặc vừa đúng không? Chào em, chào chị Dòng Nguyễn, chào các chị nhé. Mọi người vào chấm bài lên cho em nhé. Mọi người thấy âm thanh hình ảnh tốt chưa ạ? À? Mọi người có bị mờ không? Có nhiều màu lắm à? Có nhiều, có hai kiểu mà. Em là đi. Hello. Ui giời ơi, nhận được feedback của các chị thì thích quá. Mọi người ơi, chị nào nhận hàng của em rồi thì feedback lên cho em một cái nha mọi người nhá. Feedback lên cho em nha. Đồ đẹp lắm nha. Sốt. Cảm ơn chị Anh Phi Đoàn nha. Cảm ơn chị Anh Kim Nguyễn này. Cảm ơn các chị nha. Mọi người vào chấm bài tương tác thả tin thả like lên cho em nha mọi người. À, vào chấm bài tương tác thả tin thả like lên để em tặng quà không đồng nào. Hôm nay chị nào F0 vào đây em tặng quà không đồng cho các chị nha mọi người nhá. Có bé nhà nào bị F0 không? Ui hôm bây giờ nhiều F0 quá các chị ạ. Nhà em nhà em cũng đang có nguy cơ các chị ạ. Rồi, cảm ơn các chị này. Mọi người thả tin, thả like, chia sẻ like cho em nha. Đồ đẹp lắm, giá rẻ nữa. Cảm ơn chị Lê Đan Ly nhá. Mặc vừa đẹp lắm, cảm ơn các chị. Mọi người ơi, vào chấm bài thả tin, thả like lên nha mọi người. Thấy em rồi thì các chị chấm bài lên tương tác, thả tin, thả like lên cho em nha. À, vừa đẹp vừa rẻ. Cảm ơn chị Hiền Phan nhá. Cảm ơn các chị này. Mọi người yêu thích shop link thì cho em xin một lượt chia sẻ like, chấm bài và thả tim lên cho em nha mọi người nhá. À, nhà bé nhà mẹ nào mà có F0 vào đây em tặng quà. Bình thường ngày xưa nhá các chị nhá, F0 nhá được tặng đi ra viện đúng không? Được tặng hoa, tặng quà và được đưa lên báo, nhưng mà bây giờ F0 là chỉ có trốn ở nhà thôi đúng không? Bây giờ F0 là phải cách ly tại nhà đúng không ạ? À, bây giờ vào đây em tặng quà cho các bé này. Là cho chị cái váy đấy đi, chị tặng cho khách. Cái váy có cái bèo tầng em. Quần áo nhận đẹp hơn mong đợi bờ. Buồn tí là cứ nhầm mất một kiểu khác hả chị? Hay là chị đặt bị sai hay mã hàng nhỉ? Sai, chắc là sai mã hàng thì mới bị nhầm ấy chị. Khi mà nhà em chốt đơn là nhà em có đọc mã số ấy mọi người. Chị nhận đồ rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị nha mọi người. Vào chấm bài thả tim thả like lên cho em nha các bác nha. Chị nào ở trong này có con F0 này. F0 và em tặng quà. Hôm nay em tặng không đồng đầu like luôn. Nhưng mà với điều kiện là các chị yêu phải chia sẻ like cho em. Ít nhất là 2 lần trên trang cá nhân thôi và 3 lần trên trang hội nhóm. Không bị F0 tặng hết. Nói thật luôn đó, lên đây không tặng không được ấy mọi người nhờ. Bé có bé không thì cũng không được đúng không? Vào chia sẻ like cho em ít nhất là tầm 5 lượt nha mọi người nhá. 2 lượt trên trang cá nhân và 3 lượt trên trang hội trợ lớn giúp em là em sẽ tặng quà không đồng cho các con luôn. Mọi người vào chia sẻ like đem lên luôn cho này. Nhá mọi người. Ít nhất là phải 5 lượt. Em kiểm tra trên máy, nếu chị nào chia sẻ like là em sẽ không có quà đâu. À chưa? Không phải là đâu. Có đủ màu không? Có hai màu. Ôi, cái này về mà về tặng luôn. Đọc sai đi em. Đọc sai đi, cái này là sơ sơ, cái màu này nó sáng là sơ đi, chị cái thương. Đây.
Rồi không, hôm nay có áo không em? Hôm nào chỉ có áo, chị có cả váy cả áo, cái gì cũng có nhá chị nhá. Áo phông thì em có áo phông thôi. Nói chung là đầu mùa thì nó đang còn ít mẫu mã lắm các chị yêu ạ. Mọi người vào chia sẻ like cho em một tí nha mọi người nhá. Ít nhất là 5 lượt trên trang, 2 lượt trên trang cá nhân thôi và 3 lượt trên trang hội chợ lớn. Các chị có hội chợ nào, ví dụ như hội về mẹ và bé này. Nói chung các hội chợ lớn thì các chị chia sẻ like cho em lấy 1 lần đến 2 lần nhá các chị yêu nhá. Cứ đủ 5 lượt là em sẽ tặng quà mỗi bé một váy luôn cho em. Size 27, 25 cân. Thế sao lúc nãy size bảo size 10 cân? Ừ, rồi, ừ, thế thì cái này không có từ size từ bé à? Không. Từ 15 cân à? Cái kia có 15 cân không? Không. Thế nhớ nha, người ta có bé nhỏ thì sao? Chị phải đặt mọi người đợi em một xíu để em tìm hàng tặng mà có đủ size luôn nhé mọi người nhá. Tại vì cái này lại hơi to. Cái nào có từ 15 cân nhỉ? 15 thì lại từ 15 cân. Hả? Đơn em chưa thấy là chưa nhận được hàng hả chị Nguyễn Thu Hào, em mới đi đơn thôi, em thấy của chị mới có đơn thôi ạ. Em kiểm tra đơn hàng lại nhé. Nhận được 6 váy tất cả tiền ship là 629k thôi, nhưng mà tính sang 775.000 này. Oanh vào kiểm tra đơn chị Duyên Lê này. Rồi ok chị nha, mọi người vào chấm 3 lên cho em nhá. Rồi tặng luôn, thôi em tặng luôn cái này cho các chị yêu nhá mọi người nhá. Tặng cho chị nào này, có con là F0 nhưng mà em chẳng biết như thế nào để cho các để biết các chị có con F0 nữa cơ. Nhiều chị không có thì cũng nói thành có luôn, nhưng mà thôi em tặng hết luôn. Rồi lên cho em con này mã số cho em là 01 nhá. Cái này thôi hàng tặng, comment cho em mã tặng này. Size cho bé là từ 25 cân đến tầm 45 cân em có size nhá. Cái này phải từ đây là số nhỏ nhất là cái này phải từ 6 tuổi trở lên mới mang được. Phải từ 6 tuổi trở lên mới mang được. Cho em tặng con này cho em là 0 đồng kèm lượt chia sẻ like. Ít nhất là 5 lượt chia sẻ like cho em nhá. Chị nào không có biểu tượng người chia sẻ like và không đủ lượt chia sẻ like là em sẽ không tặng nha mọi người nhá. Cho đơn bởi tờ thứ 5 tới giờ mà chưa thấy. Rồi ok để em kiểm tra đơn nhá. Nói chung là dịch thì nó cũng đi chậm hơn bình thường ấy chị, nên mọi người có đợi một xíu nhá. Rồi cái này lên cho em mã tặng kèm lượt chia sẻ like cho em là có đơn nha các bác nha. Mã tặng kèm lượt chia sẻ like cho em này. 25 cân này, 45 cân em có size. Ít nhất là 5 lượt chia sẻ like nha mọi người nhá. Đã chia sẻ lên trên 10 hội nhóm. Cảm ơn bạn Quỳnh Ami này. Rồi cái này lên cho em mã tặng là 01 à, tặng thôi, comment tặng kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em nhá. Tặng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Em tặng cho, nói chung là tặng cho 20 chị có đủ lượt chia sẻ like cho em nha mọi người nhá. Rồi ok nha, chia sẻ 5 lần rồi, cảm ơn chị. Rồi ok nha mọi người. Rồi lên cho em mã tặng là 01 cho em nhá mọi người nhá. Rồi cái này tí, cái này lên cho em này, tặng 01 luôn, tí em sẽ bán luôn cả cái này. Không, thôi tặng không đồng cho những cái chị mà có lượt chia sẻ like. Em check ở trên đấy có lượt chia sẻ like thì tặng cho chị đấy. Rồi lên tiếp cho em này. Cái này treo váy ra đầu đây đi, váy chị lấy đầu đây, treo ra đầu đây đi. Treo cái váy công chúa ra để chị xả luôn nha. Treo gần đây chị lấy cho dễ này. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo nha mọi người. Mọi người chia sẻ like cho em nha mọi người nha. Tương tác thả tim thả like lên cho em nào. Rồi em còn một ít cái quần size nhí này em cũng tặng luôn này. Cái quần size bé bé này. Rồi mã số tiếp theo lên cho em con này size. Cái này quần nhí này em cũng tặng luôn với hết cái size to rồi. Đọc size đi em, size nhí quần bò này. Size 10 rồi lên tiếp cho em này. Ừ, chia sẻ like khá nhiều. Rồi cái này lên cho em quần sóc em tặng luôn các chị nhá. Cái này em có size 10-15 cân, em còn tầm chục cái thôi. Em tặng các chị quần này là bao nhiêu? 29.000 cái nhá. 29.000 đầu like luôn. Con này lên cho em mã số là 001. Đấy cái này bán 29.000, tặng 29.000 đây này. Tặng 29.000 và nhân viên nó hoảng hốt các chị ơi. 29.000 lên cho em 10 đến 15 cân tầm 1 đến 3 tuổi mang vừa nhá. 1 đến 3 tuổi mang vừa cho em. Cái này lên cho em là 01 rồi. Em dừng mã tặng ở đây nha các chị yêu nhá. Em chỉ tặng cho 20 chị mà có con F0 nha các chị yêu ơi. Rồi lên cho em mã số lên cho em là 02. À 01 chứ, cái quần này có một kiểu này thôi à em. Đây là cái kiểu này có một kiểu đây thôi à. Cái này có một kiểu đây với kiểu đây thôi ạ. À? Rồi 10-15 cân đúng không? Rồi lên cho em con này 29.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 29.000 đồng cho em. 29.000 một cái. Con này size cho em là 10-15 cân thì tầm 1 đến 3 tuổi mang vừa. 0-01 cho em. Rồi dừng mã tặng ở đây cho em nha mọi người. Chốt dừng mã tặng ở đây cho em nha. Lên con này cho em là 01 trước. À 01 này, 01 tặng luôn. Có 29.000 một cái quần sóc thôi. Size 10-15 cân cho em. 10-15 cân cho em này. Đó, 10-15 cân cho em nha mọi người nhá. 10-15 cân cho em. Rồi chị nào lấy 01 thì comment cho em là 01 cho em. 29.000 một cái cho em quần sóc, nhưng mà lựa kiểu ngẫu nhiên thôi.
Quần nhà em chị nào mua rồi thì biết chất nó rất là mềm. Chất này siêu siêu mềm luôn, cho em và co giãn cho em này các chị yêu nhá. Co giãn 4 chiều cho em này. Đó, mặc nó hệt như quần cốt tông luôn. Các chị yêu lên cân nặng luôn cho em nhá. Mã hàng nhấn cú pháp. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Không, cái size 15 cân thì bây giờ em mới tặng là 29.000 đồng đầu like. Tí này em sẽ lên cái 30 cân nhá mọi người nhá. Đứng xa quá nên là sẽ không đọc thấy comment. Chị Nguyễn Minh Duy lên số điện thoại đi. Cảnh Phương lên. Rồi ok này. Rồi cái này lên là 01 cho em này. Bật cái quạt này cho chị đấy. Nóng quá. Rồi ok 01 nha mọi người nha. 29.000 đồng cho em thôi nha. Đúng rồi. Ok comment đúng cú pháp cho em là 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em này. 10 đến 15 cân cho em. 10 đến 15 cân cho em nhá. Quần ở sau có hơn 100.000 một xíu thôi. Rồi ok. Rồi chị nào lấy 01 thì comment cho em là 01 giúp em này. Đó, áp dụng chia sẻ like cho em nha mọi người nhá. Áp dụng chia sẻ like giúp em đi mọi người ơi. Áp dụng chia sẻ like cái váy ở đây luôn nhỉ. Rồi tặng tiếp một cái váy nữa nha mọi người. Em cái váy mèo này em tặng này. Đây. Rồi lên tiếp cho em mã số lên là 02 này. Cái này em cũng tặng luôn này. Ôi cái này buộc cắt rồi chưa? Cắt rồi. Rồi ok mã số tiếp theo lên cho em váy bèo này. Sai đọc sai đi. Rồi cái này lên cho em mã số là 02 cho em. Đúng không? 02 nhá. Size từ 25 cân đến 45 cân cho em này. Ôi to thế. Mấy mét rưỡi. Em mặc cái đấy gần vừa. Rồi ô tô size to thế nhỉ. Hôm nay nó gửi size to thế à. Rồi size cho bé từ 25 cân đến tầm 45 cân cho em thôi nhá. 45 cân lên cho em. Con này mã số 02 em tặng các chị này. Con này tặng luôn bao nhiêu nhỉ. 59.000 cái thôi nhá. 59.000 bán đầu like tiếp cho em này. 59.000 cho em 02. Chất liệu của nó là lụa Thái nha mọi người nhá. Cái này là lụa Hàn ấy. Rất là mềm và không bị nhăn. Cái này nó không bị nhăn luôn ấy mọi người. Rất là mềm và thấm hút mồ hôi cho em. Phần sau cũng bao cổ bèo này. Đấy, cái này lên cho em là 02 đúng không? 25 cân đến 45 cân em có sai nhá. Cái này tầm từ phải từ 5 tuổi trở lên mới mang được, 5 6 tuổi trở lên á, 6 tuổi trở lên. Cái này phải từ 6 tuổi trở lên cho em, từ 25 cân trở lên đến tầm khoảng 12 13 tuổi quay về cho em. Nói chung là 45 47 cân thì bằng em nhá mọi người nhá. 45 47 cân bằng em, 1m50 52 quay lại là mang vừa cho em. Cái này lên cho em mã số là 02 nhá mọi người. Bao nhiêu vừa nói bao nhiêu? 59.000. 59.000 đồng lên cho em là 02 kèm cân nặng, kèm số thoại, không lựa màu đâu các chị yêu nhá. Cái này em còn một ít em tặng không lựa màu. Đúng rồi, không lựa màu cho em nhá. Váy xanh có 24 cân nhá. Tình yêu comment đúng mã số là 02 cho em nhá. Váy cổ ren này, đó rất là xinh ạ. Cái này các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em, vừa size thì nhận cho em nha mọi người. Lên cân nặng giúp em này, từ 25 cân trở lên. Cái này có dây thắt eo để các chị mua rộng một xíu thắt vào cho em cũng được nhá mọi người nhá. Từ 25 cân cho em đến tầm 45 cân cho em, mã số cho em là 02. 59.000 cái thôi nhá. 59.000. Hơi đen thì em sẽ cho màu sáng màu vàng. Cái này màu vàng hoặc màu hồng cũng được nha mọi người. Rồi cái này không lựa màu đâu, 59.000 đồng nha các bác ơi. Tương tác cho em, thả tim, thả like và chia sẻ like cho em nào. 02 đúng rồi, comment đúng mã số, không lựa màu đâu chị Huy Như thôi. Cái gì đây? Chị Như Thị Võ đấy, không lựa màu đâu chị nhá. Cái này không lựa màu em bán tặng 59.000, chứ bình thường phải bán cái này tầm 100 hơn 100.000. Rồi cái này lên cho em mã số là 02 cho em nhá. Bác ơi, có 59.000 cái thôi em tặng nhá. Lâu lắm rồi bây giờ mới tặng, tại vì Facebook nó bốc quá. Hiền Lê lên số thoại chị ơi. Hiền Lê lên số thoại nào. Các tình yêu lên số thoại cho em nhá. Từ 25 cân đến 45 47 cân, nói chung là 47 cân bằng em mang vừa thì phải tầm 13 tuổi quay lại nha mọi người, vì bây giờ các bé rất là lớn. Các bé rất là lớn và cái chất này nó là dạng lụa Hàn, nó rất là mát luôn nha mọi người nhá. Rất là mềm này. Đó, siêu mềm, có 59.000 một cái thôi. 59.000 đồng cho em nha. Chị nào lấy thì comment là 02 giúp em nha mọi người nhá. Size cực to luôn đấy. Đây size cực to luôn. 59.000 cho em nha mọi người nhá. Không lựa màu nhá các chị ơi, những cái bảng màu năng lên đây là đều có hết nha mọi người. Đây là phần cổ sau này. Đó, có cúc cài nha mọi người nhá. Có cúc cho em. Rồi, 02 02 59.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 02 59.000 mã đầu là 01. Em lên số điện thoại đi ạ. Chị gì? Dòng sông. Dòng sông em đềm lên số thoại nào. Dòng sông em đềm đặt mã hàng mặt, nói chung là đặt mã đầu tiên nhà em là phải lên số điện thoại luôn rồi. Cái này là 02 cho em nhá. Dòng sông em đềm lên số điện thoại đi tình yêu ơi, mới có 02 này. Cái này các chị mà không nhanh tay là hết đấy mọi người ạ. Có 100 cái thôi em tặng 59.000 một cái thôi nhá. Có đúng 100 cái thôi, không có nhiều đâu. 59.000 cho em, mã số lên là 02 cho em nha mọi người nhá. 02 ạ. Rồi chị nào đấy thì comment 02 đi. Cái công chúa còn mấy cái em tặng luôn này. Cái này lúc này em sang kho em lại thấy này.
đây cái này lúc nãy ở đây. Rồi váy công chúa còn size 15 cân này em. Size bên kia toàn size số 2 nhưng là size nhỏ nhất đấy. Size số 2 size 10 cân, mấy đây có mấy cái 15 cân. Rồi không hai chốt nhiều quá nhỉ. Ui bán rẻ quá mà. Rồi ok các chị nhá. Rồi bán tương tác cho các chị một mã hàng đấy. 25 cân đến tầm 45 cân cho em là được nha các chị nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 03 này. Lên tiếp cho em một con váy công chúa nhá. Cái này hàng ở ngoài đang bán tầm 200 đến 250 một cái. Nhà em bán tặng các chị luôn, cái này 49.000 cái luôn nhá. Em thanh lý luôn tại vì em còn có tầm chục cái thôi em tặng. Từ 10 cân đến 15 cân cho em, nói chung là tầm 3 tuổi quay về nhá mọi người nhá. Tầm 3 tuổi quay về váy công chúa này, 49.000 một cái. 49.000 thôi, bán tặng luôn cho em nhá. Cái này em nhập vào là hơn 100.000 đấy, nhập vào 150, 160 ấy. Bây giờ bán tặng 49.000, còn đúng 10 cái thôi. Cái này kèm bơm này. Đây cái này có kèm bơm này. Đó, kèm bơm này. Đó, nó còn có một cái nơ ở sau nữa nha mọi người nhá. Cái này không có đeo nơ. Cái này cái nơ ở sau đây này này. Đúng rồi. Đây, cái này nó kèm cái nơ ở sau nữa đây mọi người này. Đây kèm. Hân Huỳnh lên số điện thoại đi ạ. Hân Huỳnh lên số điện thoại đi tình yêu ơi. Nó kèm một cái nơ ở sau như thế này nè mọi người nhá. 49.000 cái váy trời ơi rẻ quá. Các chị mua cái này ở ngoài đang giá trị tầm 250 một cái đấy. Cái này lên là 03 nhá. 03 váy công chúa cho em. Váy màu đỏ trên xào đi em rồi ok. Rồi cái này lên là 03 từ 10 cân đến 15 cân tầm 1 đến 3 tuổi mang vừa 49.000 cái các chị này. Nhanh tay lên cân nặng mới có nha. Cái này hàng lẻ size lên cân nặng mới có cho em. Áp dụng chia sẻ like cho em. 03 bao tiền? Nặng 49.000 một cái thôi em thanh lý tại vì em còn có mấy cái đó các chị ạ. Rồi chị nào lấy thì comment không lựa màu cho mọi người nhá. Cái này cũng không lựa màu đâu, đây là màu kem này. Màu trắng này. Đó, màu xanh này, màu nào cũng đẹp. Rất là xinh, các chị mua ở đâu cái này kèm 3 chi tiết, cả nơ, cả bờm, cả ấy, các thứ như thế này có 49.000 cái, trời ơi, 03 nhá mọi người nhá. 03 thì bán sẽ bán tặng các chị. Những cái chị nào khách sĩ đi vào đây thì chọn được rất là nhiều mã đấy. Em mới nhặt cái nơ này lại để đến mai mà ấy chia cho khách em. Dồn lại đi thương. Rồi mã số tiếp theo ở cái này á, các chị thích cái này á, không qua cái này từ á. Em thả mấy cái đấy sai đi chứ ạ. Cái này còn một ít thôi, thả luôn này, sai gì đấy em. Rồi mã số tiếp theo lên cho em là 04 này. Chia sẻ like cho em đi mọi người nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em nha mọi người. Để được chốt sale nào. Rồi ok lên cho em mã số tiếp theo này. Mã số 04 này. Nhiều comment quá em sẽ không đọc được. Tại vì em đứng xa ngay em sẽ không thấy comment ý. Nên là các chị cứ comment đúng mã số là được nha mọi người nha. Đúng rồi, cứ comment đúng mã số em đọc. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Số điện thoại thì lên. Em ơi túi về rồi mà em. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 04 cho em nhá mọi người. Váy hoa này size 17 cân đến tầm 20 cân. Tầm 4 đến 6 tuổi mang được cho em này. 4 đến 6 tuổi mới mang được con này nhá. Váy nơ ngực. Phần nơ này là cố định. Chất liệu thô mềm. Em tặng cái này luôn cho em này. 49.000 cái luôn. 49.000. Còn 5-6 cái mã số lên cho em là 04 nhá. 04 cho em. Bán một cái váy lỗ cả 100.000 đấy các chị ạ. Không có lời đâu. Những cái hàng lẻ size em toàn bán tặng. Những cái chị nào khách sĩ mà đi vào đây săn được hàng sale ấy, bán cực kỳ rẻ luôn ấy. Rồi cái này lên là 04 này. Bộ đùi á, đùi thì em có đấy, bộ đùi em có đấy. 04 cho em size 17 cân đến tầm 20-21 cân cho em nha mọi người nhá. Tầm 4 đến 6 tuổi là mang được. 4 đến 6 tuổi mang được cho em con này không lựa màu luôn. 49.000 cái luôn nhá mọi người nhá. Cái này cũng dòng hàng lẻ size nên các chị lên cân nặng cho em. Số điện thoại thì các chị comment cho em 2 lần đúng số là được. Cứ comment 2 lần đúng số cho em. Những cái mã sau ấy không cần số thoại là cũng được. Tại vì hôm nay chốt vào hệ thống được rồi nha mọi người. Còn cái mã hàng và cân nặng thì luôn luôn phải đi theo ở trên cái mã hàng các chị đặt 04 nha mọi người. 49.000 cái. Em thấy các chị em nhập cái này 89.000 đấy. Bây giờ bán 49.000 đấy này. Rồi chị đã lấy thì comment là 04 nhá. Nặng 49.000. Cái bộ chi này hết cho em. Rồi lên cho em cái quần váy này bán hết đi này. Rồi mã số tiếp theo lên cho em 05 này. Quần váy này. Rồi lên quần váy nha mọi người. Quần váy cho em này. Ui xinh quá. Ui chốt 04 nhiều thế. 04 em. Các chị ơi 04 là mã hàng là hàng lẻ size. Chị nào may mắn thì được thôi nhá. Tại vì cái số lượng em thấy chốt như thế này cũng không còn nhiều đâu. Chắc là chỉ còn tầm 15 cái thôi. Mọi người dừng chốt 04 nha mọi người nha. Còn rất là nhiều cái mã hàng ở sau em. Giá rất là rẻ luôn. Hôm nay em tri ân. Tại vì hôm nay đầu tuần thì thôi bán tặng một số chị lâu lắm rất không được mua ấy. Rồi cái này lên cho em mã số là 05 này. Quần váy này.
Quần váy cho em mã số 05 nhé mọi người nhé. Cho các chị nhìn kiểu này. Nhà em là dập đá là bằng máy chứ không gắn keo nhé mọi người nhé. Đấy, nhà em là dập bằng máy này. Đó, không bao giờ gắn keo luôn. Các chị có giặt thoải mái cũng không bị bong, bị chóc cái phần đá này được. Lên cho em quần váy mã số là 05 này. Form size cho bé là từ 10... đủ size chứ? Size đến 35-37 cân. Rồi, cái này lên cho em từ 17 cân đến tầm 37 cân. Cho em mã số cho em là 05 nhé. 05 tặng quần váy cho em 69.000 cái luôn. 69.000, em tắt máy đi tí mà còn nổ máy được chứ. Em đang để đèn. À, chị đang để, à anh đang để đèn đúng không? Rồi ok nha. Rồi lên, ở đây không có gì đâu, để xe đây được mà, khóa xe lại là được mà. Rồi cái này lên cho em quần váy này 69.000 một cái quần váy cho em thề các chị ở ngoài nhá. Cái này hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng chợ. Cái này hàng Quảng Châu của em nha các chị nhá. Chất co giãn 4 chiều cho em này. Đó, cái này lên là 05. Quần váy là 05. À vệ sinh. Đấy đây sang thang bên cạnh nhà bà đấy. Chị ra đi. Rồi ok nha. Rồi mã số này lên cho em 0569.000 cái quần váy nha mọi người nhá. 69.000 đồng cho em. Form size cho bé từ 17 cân đến 37 cân. Em có size 05 nhá. Hôm nay em bán tặng 69.000. Các à 05 nhá, 69.000 cho em. Các chị lên cho em đúng mã hàng cho em là 05, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em 69.000 cái quần váy cho em nhé mọi người ơi. Mua đâu được cái này 69.000. Em thề với các chị luôn, ở ngoài đang bán 180-200, hàng Quảng Châu cho em co giãn 4 chiều nhé. Cái này là quần váy hàng tàu chứ không phải hàng chợ nha mọi người nhé. Đây này, dập ngọc toàn bộ luôn. Đấy, dập ngọc toàn bộ luôn cho em. Mã số là 05, số lượng có hạn. Em chỉ có tầm bao nhiêu, hơn 50 cái thôi ạ. Em chỉ còn đúng hơn 50 cái. Em tặng các chị 69.000 một cái luôn. 69.000 lên cho em mã số là 05, kèm cân nặng và kèm số ngoại. Chất mềm ơi là mềm, em thề những cái chị khó tính nhất đến với nhà em nhận cái quần này vào. Ôi trời ơi ưng quá, vì tại sao có 69.000, em thề luôn không có ai mua buôn không được giá 69.000 luôn, chứ đừng có nói là giá sỉ 69.000 nhá các chị yêu nhá. Đi được chưa? 69.000 một quần, mã số cho em là 05, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Số điện thoại đi ạ. Tên gì? Tê Gia Hạnh. À, chị Tê cái gì đấy, chị Tê Xê Gia Hạnh nào. Lên số điện thoại đi tình yêu ơi, lên số điện thoại đi nào. Cho lên số điện thoại cho em nhá. 69.000 cái 15 cân, 17 cân trở lên đến tầm 37 cân em có size 69.000. Áp dụng chia sẻ like cho em là có đơn cho em, mã số là 05, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em nha các bác nha. 05 giúp em. Đó, 17 cân đến 37 cân em có size luôn. Ê, sao lại phải dắt xe đi à? À rồi ok nha, 05 cho em nhé mọi người nhé. Không lựa kiểu đâu mọi người ơi, cái này lựa kiểu ngẫu nhiên thôi. Em đảm bảo với các chị là đá nhà em là dập bằng máy không gắn keo nhé mọi người nhé. Nhà em quay giặt máy giặt thoải mái cho em này. Đấy, cái chất bò rất là mềm luôn. Rồi chị nào lấy 05 thì comment 05 cho em nhé. Quần váy chỉ có giá 69.000 một cái thôi, size đến 37 cân em có size. 17 cân đến 37 cân, co giãn 4 chiều từ cạp cho đến chất liệu cho em rất là mềm. Mặc như hệt quần cốt tông cho em nha các chị yêu nhá. Ok, 0569 một cái cho em nhá. Seri 6 lên số điện thoại đi ạ. Seri 6 lên số điện thoại, các chị ơi lên số điện thoại đi nào. Seri 6 lên số điện thoại. Ok, lên tiếp cho em một cái váy này. Em tặng này, hôm nay em cũng bán tặng chơi tới bến luôn. Con này em tặng luôn này. Mã số tiếp theo này. Rồi lên cho em một con mã đẹp. Ui là đẹp luôn, cái váy này đẹp lắm mọi người ạ. Cái này rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Mã số tiếp theo, quần váy chất đẹp lắm, chất váy mềm nữa. Cảm ơn chị Trần Thúy Nhung nhá. Cảm ơn các chị nào nhận quần váy rồi. Lên cho em một cái feedback một phát cho các chị yên tâm để mua cho em nhá mọi người. Nhà em phải đi đơn trên 100.000 đồng, tức là phải hai sản phẩm trở lên nhà em mới gọi chốt đơn. Một sản phẩm dưới 100.000 nhà em không gọi chốt đơn đâu các chị yêu nhá. Nên mọi người lưu ý cho em này. Rồi mọi người lưu ý cho em là đi đơn hai sản phẩm trở lên nha mọi người nhá. Đọc sai đi em. Rồi lên cho em con này mã số cho em là 006 à. 06, hôm trước mình mua 79.000. Ôi xe hoa gì chị. Tại vì là em bán hàng theo ngẫu hứng nhá. Ngày nào em vui, ví dụ như view cao em vui em bán sẽ rẻ hơn. Hoặc là ngày nào ế thì em lại bán rẻ hơn chẳng hạn. Đấy là tùy theo tâm trạng mỗi ngày của em. Chẳng hạn hôm nay em được việc em đi cả ngày em được việc chẳng hạn.
Buổi tối em vui em bán rẻ hơn một xíu. Nên là các chị mua bị lệch hơn 10.000, 15.000. Mọi người đừng có giận em, nhưng mà mình nhận được cái hàng mà đẹp ấy thì mọi người cũng thích hơn đúng không? Rồi cái này lên cho em mã số tiếp theo này, 006 này. Lên cho em mã lộc đi con này, em vì em còn em rất là thích luôn. Cái váy này rất là đẹp. Mã số lên cho em là lộc này. Em tặng nha, hôm nay bình thường em bán là 109.000. Hôm nay em tặng các chị cái váy này 89.000 một cái. Cái này lên cho em size từ 15 cân đến 35 cân em có size. Comment cho em mã lộc kèm cân nặng, kèm màu và kèm số thoại cho em nha mọi người nhá. Mã lộc kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em là có đơn. Các chị thích màu gì comment màu đó cho em. 89.000, em thề các chị mua cái váy này ở ngoài với giá trị của nó phải tầm 250 một cái. Tại vì bình thường cái size to đến 35 cân phải tầm 10 tuổi chứ đúng không? Chưa gì là đặt nhiều thế. Ok nhá, đồ nhà mình đẹp lắm, em mua nhiều lần rồi vẫn thích mua. Cảm ơn chị Khánh Trang nhá, cảm ơn chị. Rồi cái này lên cho em là lộc cho em nhá, mã lộc hoặc là 06 cũng được. Các chị tiện cái gì các chị comment cũng được cho em nhá mọi người nhá. Có 89.000 một cái thôi. Chị nào chưa kịp mua cái này thì lên luôn cho em mã này là lộc, kèm cân nặng, kèm số điện thoại và kèm màu. Thích màu gì comment màu đó. Em chỉ có hai màu là màu đỏ và màu trắng thôi. Em cho lựa màu mà có 89.000 một cái nha các chị yêu nhá. Chị nào đã đặt trước rồi thì vui lòng là đừng có giận em là đắt hơn 10.000 hay 15.000. Đừng có giận em nha mọi người nhá. Em bán thi thoảng là mình phải lấy tương tác đúng không? Ví dụ như ngày nào bốc quá, khách không thể thấy được em thì em phải bán rẻ hơn. Đấy, em ở đây nhá, cái lợi nhuận của em cao nhất được 10.000. Em thề các chị chỉ được có 10.000 thôi. Ngày nào bán lỗ vốn là không có lời luôn. Nhân viên 4-5-7 đứa không có tiền lương luôn ấy. Ok, rồi cái này lên cho em mã lộc kèm màu, kèm số thoại cho em có 89.000 thôi nha các tình yêu nhá. Có màu trắng và màu đỏ này. Phần trước là phần sau nó đều có bèo luôn. Chị nào đã nhận cái váy rồi thì cho em biết này, cái chất này nó rất là mềm mọi người nhá. Đặc biệt của cái này là đó là chất xốp mềm này, nó co giãn nhẹ, thấm hút mồ hôi cho em. Ôi trời ơi, 89.000 cái váy này các chị mua ở đâu được. Em thề các chị, em đang bán sỉ nhá, bán sỉ 95.000. Đó, hôm nay vừa nhập sỉ là 90.000 và 95.000. Nhưng mà bây giờ bán 89.000 là kiểu gì, tối nào kiện em đây này. Nhưng mà thôi, đấy là cái cách mình bán hàng đúng không? Cách mình bán hàng và cách mình giữ khách. Nên là các chị, ví dụ các chị sỉ ở trong này có chẳng hạn, thì là em cũng thật lòng là xin lỗi các chị. 89.000 cái mã lộc cho em đấy, đặt nhiều quá. Đặt nhiều quá luôn. Lộc kèm số điện thoại, kèm màu cho em nhá. 89.000 một cái thôi các chị yêu ơi. 15 cân đến 35 cân em có size. Màu trắng và màu đỏ cho em nha mọi người. Cái này ở ngoài em còn thấy đẹp hơn ở trên live nha mọi người nha. Các chị cứ nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Những cái đường kim của chị như thế này là các chị nhìn này, nó chạy rất là chắc chắn nha. Em hàng thiết kế thôi. Hàng váy là toàn bộ hàng thiết kế, nhưng mà thợ nhà em làm rất là kỳ lưỡng luôn. Đấy, làm rất là đẹp. Ui đặt nhiều quá nhỉ. Cái này hôm nay bán chạy quá, vì mấy hôm nay cái này đã bán rất là chạy rồi mà bán toàn 109.000 ấy. Hôm nay chơi lớn bán 89.000 giảm luôn 20.000 luôn. 89.000 cho em mã số là lộc nhá mọi người nhá. Lộc kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, kèm màu các chị yêu thích cho em. Đó, rất là xinh, có 89.000 một cái thôi. Đúng rồi, comment lộc kèm màu này, kèm số thoại cho em này. Kèm cân nặng, đúng rồi. Chưa lên số thoại thì phải lên số thoại nhá. Hôm nay mình mới nhận được hàng nhà shop, hàng đẹp lắm shop. Cảm ơn chị Huỳnh Thị Nhung nhá. Cảm ơn các chị. Những cái comment như thế là em sẽ thích, em rất là thích đọc. Những cái mà feedback mà khen hàng là em thích lắm. Em thích lắm, nên là các chị feedback liên tục lên cho em nhá. Chia sẻ like cho em rồi 89.000. Chị nào chưa kịp mua thì comment cho em là mã số là lộc, kèm cân nặng, kèm số thoại và kèm màu cho em nhá. Có số điện thoại rồi thì không cần lên số đâu. Cái này đẹp lắm các chị ơi, em thề các chị cái này mua mà mặc đi cưới đẹp cực. Đi du lịch cũng đẹp luôn nhá. Đấy, cái chất của nó nhà em là chất xốp mềm, em zoom gần này. Đó, nó là dạng xốp mềm, co giãn nhẹ, thấm hút mồ hôi và đặc biệt nó không bị nhăn nhá mọi người. Không cần là lượt lúc mà mặc đi chơi, mình không phải cần là nữa đâu. Đó, 89.000 một cái thôi nha mọi người. Ok nha, qua mã cho em để mọi người không phải đợi nữa này. Rồi, mã số tiếp theo cho em nhá. Linh vui tính thật nha. Không phải đâu, hôm nay chẳng hạn như ngày nào bán được thì vui tính. Chẳng hạn ngày nào mà nhiều khách mà khó tính quá là em cũng đâm ra em khó tính ấy mọi người. Rồi ok nha. Rồi lên cho em này. Nên là các chị cứ dễ tính là em cực kỳ dễ tính luôn. Và các chị mua nhiều là em cũng cực kỳ thích luôn. Ok, lên cho em nhá mọi người ơi. Lên tiếp cái này nhá. Lên tiếp cái này em cũng chơi. Cái này em chơi lớn luôn này. Rồi mã số tiếp theo cho em này. Áo đỏ chị nhận rồi, đẹp lắm em ơi. U nhẹ nữa, cảm ơn chị Duyên Lê, chị nhận cái này rồi đúng không? Đẹp đúng không? Cái này em thấy nó ở trên ở ngoài nó còn đẹp hơn trên like ấy. Em nói thật là cái này ở ngoài nó đẹp hơn. Đây lên cho em cái này vừa mới về xong cho em con này nhá.
Cái này lên cho em mã số bao nhiêu đây? 07. Cho xem váy jean. Không có váy jean rồi, hôm nay chỉ có quần váy thôi. Cái này chỉ có quần váy thôi. Ui cái lộc của đắt nhiều quá nhỉ. Nhờ, hôm nay bán giảm 2.000 thì không chắc được bán được thế. Rồi lên tiếp cho em mã số này. Bình thường lãi có 15.000 mà bây giờ giảm 20.000 là đang lỗ vốn này các chị ạ. Đang lỗ vốn thật sự luôn ấy. Em thề luôn, không có lãi luôn ấy. Rồi lên cho em mã số tiếp theo, tay bồng nhá. Lúc đấy là cái hàng săn nách và có bèo rồi. Bây giờ các chị thề thêm cho em cái kiểu tay bồng này. Cái này mặc đi cưới cũng rất là đẹp luôn. Mã số cho em cái này còn phối ấy. Nó là dạng 2 tầng rất là đẹp nhá. Size từ 10, cái này là từ 10... phải từ 18 cân trở lên. 18 cân đến 38 cân em có size. Mã số cho em là, cái này là số 07 nhưng mà không biết cái số gì đẹp. 07 đi. Thôi 07 đi. Lộc thì nhân viên nhà em nó phải ghi nó chốt phải hơi lâu ấy. Rồi ôm tha, ok nha. Bán hàng đắt hàng nên dễ tính. Đắt hàng nên dễ tính, hôm nào có đắt hàng là dễ tính đúng không? Từ Tết đến giờ là em dễ tính lắm ấy. Rồi mã này lên cho em 07 cho em nhé mọi người. 109.000 em tặng 109.000. Form size từ 18 cân đến 38 cân. Cái con váy này nó thiên về cái dạng sang trọng ấy mọi người. Nó rất là sang. Cái này, cái kia thì mọi người có thể mặc đi du lịch, đi chơi. Nhưng cái này thì các chị có thể mặc đi tiệc này, đi cưới này. Rất là nhiều sự kiện luôn. Rồi cái này lên cho em mã số là 07 cho em. 07 cho em nhá. Form size từ 18 cân đến 38 cân cho em. 109.000. Giảm hơn so với mọi hôm là 15.000. Hôm qua đang còn bán 120-125.000. Hôm nay em tặng 109.000. Đấy, 109.000. Lên cho em mã số là 07 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho các tình yêu nhá. 07 em chỉ có màu hồng và màu xanh thôi, nó lệch hai cái màu kia. Chất liệu của nó thì nó, cái này chất này nó sẽ dày hơn cái chất em vừa bán mã số lộc ấy. Cái này nó sẽ dày hơn và nó xịn hơn. Nói thật là nó xịn hơn. Đấy, nó là dạng 2 tầng và nó tốn phải hơn cái kia nha mọi người nhá. Đấy, các chị chỉ cần nhìn cái tay là biết là nó sẽ tốn hơn. Nó là dạng tay bồng này. Đó, tay bồng cho em này, tay hai lớp luôn nha mọi người nhá. Mặc rất là thoải mái. Những cái bé mà có cái bắp tay to ấy, mặc cái này là nó che luôn. Rồi, cái này lên cho em là 07, 109.000 cho em nhá mọi người. 109.000. Chơi luôn, 109.000. Các chị mua nhà em váy có 100.000 với mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà mua về nhá, giá trị của nó phải lên đến tầm 180-200.000. Nếu như các chị mua ở bên ngoài, đấy là em nói thật sự. Chị nào từng mua đồ cho con rồi thì biết, ở đây toàn các mẹ hay mua đồ cho con là biết rồi đúng không? 109.000 một cái cho em mã số là 07 kèm màu và kèm số thoại cho em là có đơn nha các chị yêu nhá. 109.000 một cái thôi, 07 này. Kèm màu, kèm số thoại thì số thoại lên đấy giờ rồi. Thì bây giờ chỉ cần 07 kèm màu thôi và kèm cân nặng cho em nha mọi người nhá. 109.000, chứ cứ comment theo cái cú pháp mà em ghi bên dưới là được, là có đơn nhá. Váy trắng canh đang mặc em hết rồi. Cái váy trắng canh mặc là không có đâu. Hôm nay quên đi không mặc cái kia em. Quên đi không bảo mặc cái này vào cái con canh này. Con canh từ Tết bây giờ chưa thay quần áo nữa. Rồi lên cho em mã số này là bao nhiêu nhỉ? 07 cho em nhá mọi người nhá. 07 cho em tay bồng cho em màu hồng và 07 cho em màu xanh dương ấy, hai cái màu mặc lên trắng da lắm. Rất là đẹp luôn, mặt sau em có phối dây thắt eo cho các chị này. Các chị yên tâm là chất của nó rất là mềm và không bị nhăn nha mọi người nhá. Tiếc là không có đồ nam mà. Ôi trời chị em vô duyên với bé nam cực kỳ luôn chị ạ. Lấy bé nam cái nào là ế cái đấy. Không hiểu sao vô duyên với bé trai thế chứ. Mà may quá vẫn đẻ được một đứa trai. Cho mình xem chấm bi hồng đằng sau. Ok chị đợi em xíu nhá. Rồi 07 cho em, chị nào chưa chốt được thì comment cho em là 07 109.000 một cái thôi nhá. Mọi người áp dụng chia sẻ like cho em. 109.000. Form size cho bé là từ 17 cân cho em đến tầm 38 cân nhá. Từ 17 cân 4 tuổi trở lên đến tầm 38 cân cho em. Có hai màu, màu hồng và màu xanh này. Đó, tặng luôn 109.000. Chị nào chưa mua thì comment cho em là 07 cho em nhá. Không có đồ bé trai. À sao làm đồ bé trai á? Không, em không có duyên với bé trai nên nói thật là em không hứng thú lắm ấy. Rất là nhiều nhà chào hàng bé trai nhưng mà em thề không lấy được. Tại vì là em không có duyên nên em không bán được ấy mọi người. Rồi ok, chị nào lấy 07 thì comment cho em là 07 nhắc lên cho em một cái set này này. Cái này rất là hot này. Cái này hôm qua em bán chạy cực kỳ luôn cho em một set quần. Nó là dạng quần váy. Rồi chị nào chốt cơ. Váy trắng bên cạnh váy đỏ. À cái đấy là mã lộc em vừa lên rồi. Cái mã lộc đấy chỉ có 89.000 thôi, em vừa lên rồi. Chỉ có comment mã lộc hoặc là 06 cũng được. 89.000 một cái nha, em vừa mới lên xong sau cái mã số 07 đấy. Rồi ok, lên cho em một set. Sao lại lấy nhầm? Rồi ok này, lên cho em cái set này rất là đẹp.
đẹp lắm mọi người, cái set này đẹp cực kỳ luôn nhá mọi người nhá. Rồi lên cho em tiếp này. Chị nào chưa mua cái này phải mua ngay nhá. Cái này set này to nhất em mặc vừa, các chị em vừa mới thử xong. Vừa mới thử xong cho em này, nó là dạng quần váy nhá. Nó là dạng váy ấy, nhưng mà bên trong có lót cho em này, có lót rất là dày. Có lót rất là dày luôn. Đó, có lót cho em này, có lót quần nha mọi người nhá. Mã số này lên cho em mã số là 08 đi. 08 em có size. Cái gì? Rồi cái này lên cho em mã số là 08 này. Form size cho bé là từ hôm qua là size là từ 17 cân cho đến 30, 17 cân đến 40 cân em có size nhá. 17 cân đến 40 cân em có size. Em bán từ 4 tuổi trở lên đến tầm 10 tuổi mang vừa. Nói chung 10 tuổi là phải tầm 1,5 m quay lại là mang vừa cái set này luôn đấy mọi người. Cái này set này rất là đẹp, đó là chân váy nhá. Hôm qua em bán 109.000 đúng không? Hôm nay bán tặng 99.000 thôi, size là 40 cân cho em nhá. Hôm nay giảm tiếp là các chị 15.000, hôm qua em bán 115.000 đấy. Các chị ơi, hôm nay chỉ được áp dụng trên live là có như thế này, có giá này thôi nhá. Còn bình thường là chốt ở trên ebook ấy thì là các em phải mất thời gian, nên là sẽ giá nó sẽ cao hơn bình thường. Nên là các chị không thể trách được khi trách ebook nó giá cao hơn đâu mọi người nhá. Đang trên live thì đặt trên live cho em. Đó. Rồi trên live sẽ rẻ hơn 15-20.000 đấy mọi người ạ. Nên là mọi người phải tận dụng cái cơ hội này nha mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em là 08 màu hồng này. Đây của chị nó là quần váy này, em sẽ bỏ ra cho các chị xem, đó là nó là set rồi nha mọi người nhá. Nó là một cái áo phông và đây là set rồi. Nó là kèm chân váy cho em mà có 99.000 một set thôi, size từ 17 cân đến 40 cân em có size. 17 cân đến 40 cân nha mọi người, từ 4 tuổi đến 10 tuổi mang vừa cho em con này lên là 08 nhá. 08 cho em này, màu hồng này. Đây em bỏ rồi cho các chị xem nhá mọi người, vì để cho mọi người xem dáng này. Mặt sau cũng có chữ này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, đó rất là đẹp luôn nhá mọi người. 08, đâu đang còn comment 07 rất là nhiều. Rồi cái này có lên cho em là 08 99.000 đồng cho em nhá mọi người. 08 cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu xanh này. Xanh này là xanh cốm nhá mọi người nhá. Cái này mặc lên trắng da lắm. 08 lên cho em màu cam này. Sao đó? 08 lên cho em màu khà, màu cam 99.000 cho em nhá. Chất liệu của nó là cotton 100% luôn cho em. Cotton 100% luôn cho em. Mã số cho em là 08 mật khẩu á. Chị không nhớ. Hẹo có nói anh á. Nhiều mật khẩu không nhớ. 08 màu cam này, 08 lên cho em màu hồng và 08 cho em màu xanh cốm nhá. Màu xanh cốm cho em 08 cho em một à bao nhiêu 99.000 một set thôi. Các chị không mua cái này hơi phí, tại vì nó là chất cotton mà rất là mát. Bên trong nó có quần nha mọi người nhá. Nó là một set như thế này này. Đó, mặc như thế này cho em này. Mặc buông cũng được mà mặc sơ vin cho em cũng được. Đó, có 99.000 một set thôi. Form size từ 18 cân cho đến 40 cân em có size nha mọi người nhá. 18 cân đến 40 cân em có size, có lót quần cho các chị này. Con mặc thoải mái cho em vô tư vui đùa chạy cho em không hề bị hở hàng luôn nha mọi người nhá. Đúng rồi, cái này thường thường các chị sợ ngắn là vì không có quần thôi, chứ cái này có quần thì các chị yên tâm cho em. Đó, có quần cho em này. Bao nhiêu 99.000 một cái thôi nhá. Comment màu luôn đi. Lên màu cho em là 08 kèm màu, kèm số thoại cho em nhá mọi người và kèm cân nặng cho em này. Đây là màu hồng. Màu hồng em có 3 màu thôi mọi người, màu nào cũng mặc trắng da ấy. Màu nào mặc cũng rất là trắng da, màu màu xanh này. Màu cam này, đó, màu nào cũng đẹp các chị ạ, màu nào cũng đẹp luôn. 08 kèm cân nặng, kèm màu và kèm số thoại nhá các tình yêu nhá. Hãy cho lên số thoại để kêu nhá. 08 cho em nhá mọi người. Đúng rồi, comment hơi chậm tại vì mạng nhà em có chậm mạng đấy. Rồi ok, 08 cho em là được. Hai bộ màu cam ok này. Thích màu gì comment màu đó luôn và kèo comment luôn cân nặng cho em để có size luôn nha các chị yêu nhá. Rồi chị nào lấy 08 thì comment cho em là 08 cho em với giá là 99.000 nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em. Đó, 99.000, nói trước với sau giá đó. 99.000 đồng cho em nha. Rồi lên cho em tặng tiếp cái này này. 99.000 nha mọi người. Đây cho lại xem màu này. Màu này là màu cam này. Màu nào cũng đẹp ý. Màu ở ngoài nó còn đẹp hơn. Em thấy đẹp hơn trên live ấy mọi người. Vì trên live nó bị sáng đúng không? Trên live nó bị sáng đúng không? Có bị sáng không? Em tắt đèn cho mọi người xem này. Đó, cái màu này yên tâm là nó không sáng quá đâu. Em đã đi lựa vải và đã đi lựa màu cho các con rồi thì các chị yên tâm nhé mọi người nhé. Rồi ok này, chị nào lấy thì comment cho em con này là 08 nhé mọi người, màu xanh này. Vì em sợ nhiều chị sẽ không dám mặc màu xanh, nhưng mà thực ra màu xanh thì mặc lên nó rất là trắng nhé mọi người nhé. Đấy, màu trắng, nó trắng lắm. Bình thường mùa hè em cũng mặc các cái áo màu như thế này, nó trắng lắm mà có 99 một set mọi người. Ở các shop khác đang bán tầm khoảng 199.000 ấy. Nhà em bán tặng có 99.000, lệch với shop 100.000 là em thấy khá nhiều.
lệch 100.000 là khá nhiều rồi ấy. Rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em mã số là 08 nha mọi người, 99.000 một set nha mọi người. Cái này mặc đi bích ấy chị đẹp lắm nhờ. Ok nha. Rồi cái này lên cho em tiếp theo theo này. À số 09 này. Cái bộ chi này còn không em? Còn mấy bộ thôi, xem đó. Thế thôi. Rồi, ok lên tiếp cho em mã số 09 này. Lộc trắng size 35 cân ok chị. Rồi lên cho em một con váy hoa mã số tiếp theo nha mọi người. Mã số tiếp theo lên cho em con này lên là 09 này. Chất liệu của nó là thô boy mềm. Cái này là dạng thô boy mềm cho em mã số là 09 này. Đó, con này rất là đẹp vì có cái phối màu ở dưới nó rất là nổi bật luôn nhá. Chất thô boy cho em siêu mềm luôn. Form size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân em có size. Mã số cho em là 09 chứ. Mã số 09 nhá. Hôm nay em tặng cho các chị luôn. Bình thường bán bao nhiêu? Hôm nay bán tặng cho các chị nha mọi người nhá. 99.000 một cái luôn, 99.000. Bình thường em bán 119.000. Hôm nay em tặng 99.000 cho em. Mã số lên cho em là 09 nha mọi người nhá. 09 này. Đó, mã số cho em là 09 cho em 99.000 một cái. Form size từ 15 cân đến 35 cân. Cái này phối nơ là nó là dạng nơ liền nhá. Nơ liền cho em này, phối sen bèo. Nó là dạng có liền sen bèo cho em. Phần sau này có phối dây thắt eo cho em nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 09 đi ạ, 99.000 một cái nhá. 15 cân cho em đến tầm 35 cân em có size. 15 cân đến 35 cân em có size. Con này lên là 09 này, 09 ạ, đúng rồi. 09 cho em. Váy caro á, váy caro đây ạ. Ok, váy caro đấy không còn size to nên là em lại cũng chưa muốn lên tại vì nhiều khách muốn size to lắm. Rồi cái này lên là 09 cho em, chất là thô boy nha các chị nha, chất là thô boy cho em này, lên đùi, lên bộ đùi, đùi hay là bộ đùi hay kiểu gì, quần đùi á chị, quần đùi á hả, hay là cái gì? Các chị có comment rõ ràng một xíu thì em còn biết em lên nhá mọi người. Rồi 0999.000, 15 cân đến 35 cân, tầm từ 4 tuổi trở lên nhá mọi người nhá. Cái này 4 tuổi đến tầm 35 cân thì tầm 10 tuổi mang vừa cho em, 10 tuổi mang vừa cho em nha mọi người nhá. 99.000 đồng một cái, 99.000. Form size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân em có size, em có hai màu này. Em có hai màu này cho các chị luôn nhá mọi người, màu hồng và màu vàng cho em, 99.000 cho em một cái này. 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy mã số 10 thì comment à 09 nhầm. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn. Rồi ok nha. À, áo này đẹp lắm nè. Con chị có mấy áo liền ok chị, cảm ơn chị Kim Thông mấy cái liền cả, có hai màu. Ok nha. Rồi em không đọc chốt đơn nhưng các chị yên tâm là có đơn cho em nha mọi người nhá. Mã số lên là 09 đi, cứ comment cho em 09 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em. 09 này, 99.000 từ 15 cân đến 35 cân em có size nhá. Chị nào lên chưa lên số điện thoại, lên số điện thoại đi các tình yêu nhá. Chưa lên số điện thoại thì lên số điện thoại cho em. Lên bộ đùi ok, đợi em xíu nhá chị. Đúng rồi, comment 09 kèm màu, kèm số điện thoại cho em nhá. Mọi người nhớ đi đơn trên 100.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Rồi chị nào chưa lấy thì comment cho em là 09. Cái này chất thô boy nó đẹp lắm mọi người. Cái váy này em bán, em nói thật cái váy này em bán từ khi em biết bán like tới bây giờ. Cái này này, em từ khi em biết bán like tới bây giờ và cái váy này nó rất là hot và chưa bao giờ bị lỗi màu luôn. Màu rất là đẹp và tươi cho em nhé mọi người. Trẻ con thì thích những cái màu sặc sỡ như thế này. Hai cái gam màu này nó không mặc lên là nó không bị đen da. Đấy, nó không bị đen da của bé đâu, nó mát rất là mát luôn ấy. Chất thô boy cho em nhá. Rồi 09 cho em là được. Cứ comment cho em 09 cho em nhá. Bảo váy hồng. Bảo Yên lên số điện thoại cho em nào. Váy hồng trái tim phía sau. À ok. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 10 cho em nhá. À 09 cho em nha mọi người nhá. 09 này, 09 cho em là được nha. 09 cho em. Cái này à chị. Nhiều váy đẹp lắm, đầu năm đây là năm còn ít đấy. Rồi mã số tiếp theo này. Cái này định lên sau cái kia nhưng thôi lên cái này xong rồi tí lên cái kia. Cái kia định tặng một mã hàng. Đúng rồi, cứ comment đúng mã số cho em. Rồi lên cho em con này mã số là 10 này. Lên tiếp cho em một con váy tim này. Nhà em tất cả các mã hàng đều khác nhau nha mọi người nhá. Mọi người đặt vài cái nó cũng khác nhau hoàn toàn chứ không có cái mẫu mã nào mà nó trùng với cái nào hết. Nên mọi người cứ yên tâm, kể cả các cái phần hoa như thế này này, nhà em đều cũng làm khác luôn. Nên là các chị cứ đặt 2-3 sản phẩm thì không sợ bị trùng mã hàng đâu nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 10 này. Em cũng tặng luôn cái bằng cái giá 09 thôi là 99.000. Chất liệu nó cũng hệt cái 09, nó là chất thô boy mà. Thô boy đẹp lắm. Cái này là của gen, chạy gen. Em nhập đắt hơn, nhập đắt hơn cái váy hoa kia. Tại vì cái form này nó to hơn này. Từ 15 cân đến tầm 37 cân em có size.
Mã số cho em là 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Cổ ren hai lá ở sau luôn. Đấy, phần trước phần sau đều giống nhau cho em. Chất liệu của nó là thô boy, mã số 199.000 một cái thôi. Bình thường em bán là 120 là giá em sale ở trên live, nhưng riêng hôm nay em bán tặng các chị yêu 99.000 một cái nha mọi người. Lên cho em đúng cú pháp là mã số 10 kèm màu và kèm số điện thoại kèm cân nặng cho em, đầy đủ thông tin cho em để có size luôn nha các chị yêu nhá. 10 cho em màu hồng này, 10 cho em màu vàng cho em này. Đó, mã số 10 màu hồng, 10 màu vàng, 99.000. 99.000 một cái váy, các chị mua ở ngoài là đang có giá là 199.000 hoặc là 250. Nếu như cái size to như nhà em là size 35 cân là phải tầm 10 tuổi mang vừa đấy. 35 cân 10 tuổi là tầm khoảng 1m4 á, 1m4 quay lại cho em. Từ 4 tuổi trở lên nha các chị ơi, 4 tuổi trở lên mới mang được váy nhà em, vì nhà em chuyên là form to đại là chính. Nên là các chị phải từ 4 tuổi phải nghe em đọc size và cân nặng chốt cho đúng nha mọi người nhá. Đấy, tặng luôn 99.000 một cái, bên dưới có đắc ren này rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì comment cho em con này là mã số 10 kèm màu nhá, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Đó, coi váy sát cái đỏ đi em. Sát cái váy đỏ là cái màu trắng á. Đấy là một kiểu đấy, đấy là một kiểu đấy chị. Đúng không? Cái đấy có đúng không? Rồi ok, mã số 10 cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 10 thì comment cho em 10 kèm cân nặng và kèm màu cho em đây, em tặng cái này cho chị này. Cái này á chị ơi, cái này màu trắng này là mã lộc này, cái này lúc nãy bán khá chạy này. Đó, rồi cái này lên là mã lộc của 89.000 thôi, cái này là em tặng. Đây là mã lộc nha mọi người nhá, size 15 cân đến 35 cân 89.000 cho em, mã này là lộc này. Đó, con này là mã số lộc kèm số điện thoại cho em, kèm cân nặng cho em này, 89.000, con này là mã số lộc nha mọi người nhá. Nó rất là xinh, từ 15 cân đến 35 cân cho em, con này đẹp lắm. Con này rất là đẹp luôn, ở ngoài nó đẹp hơn trên live các chị yêu ạ. Vì ở trên live các chị không thấy được những cái đường bèo như thế này đâu, nhưng ở ngoài nó rất là đẹp. Cái này em thích lắm, cái này em thích cực kỳ luôn, nhưng em phải bán tặng là 89.000 đấy. Bình thường bán 120, bây giờ sale của 89.000. Cái này là mã lộc cho em nhá mọi người nhá. Chị nào chưa đặt thì comment cho em mã này là lộc cho em. Đúng rồi, mã lộc. Hả? Mã lộc cứ comment mã lộc cho em là được nhá mọi người, in đừng có sót nha, cứ in từ từ thôi. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment cho em mã lộc cho em nhá mọi người. Rồi lộc cho em 89.000. Đây con này lúc đầu like tặng những chị có con F0 này, thì bây giờ là em phải bán cái này chứ đúng không, tặng chỉ là số lượng thôi. Rồi cái này lên cho em là mã bao nhiêu nhỉ? 10 à? 11 sai đấy, vừa đọc là 15 à, 25 cân thì 45 cân đúng không? Rồi lên cho em con này mã số tiếp theo này, cho xem váy xanh phía sau à. Ok, đợi em xíu nhá. Mới nhận hai đầm vừa ý lắm, cảm ơn chị Nguyễn Linh nhá. Các chị feedback lên cho em nha mọi người. Rồi lên cho em một con này form size này. Cái này lên cho em mã số là 11 cho em này. 11 cho em. Con này có size cho bé là từ 25 cân đến tầm 45 cân. Em có size nhá, từ 6 tuổi trở lên mới mang được con này nha mọi người nhá. 6-7 tuổi trở lên nha mọi người. Bé nào đô con thì tầm 5 tuổi thì tầm 30 cân cũng mang được, nhưng mà nó sẽ hơi dài. Đấy là nó là vừa của chiều ngang, nhưng cái chiều dài thì nó 5 tuổi là nó sẽ hơi dài đấy. Nên mọi người ơi, em thấy là phải từ 1m2 trở lên, 1m15, 1m2 ấy. Cái này phải 1m2 trở lên mới mang được nha mọi người nhá. Từ 1m2 đến tầm 1m5 cho em này. Mã số là 11 cho em nha mọi người. Cái lúc nãy là bán cái thứ hai là chỉ bán mấy tiền đó. Ừ đây này. 59.000 cho em nha mọi người nhá. Cái này em cũng tặng 59.000 cái luôn, không lựa màu này. 59.000 không lựa màu, 59.000 không lựa màu cho em. Con này lên là mã số 11 cho em nha mọi người nhá. Bộ đùi hè đợi em xíu nha chị yêu nhá. Mã số lên là 11 cho em đi. Chị nào chưa lên số điện thoại, các chị lên số điện thoại cho em nào. Cái này lên mã số là 11 cho em, có hai phần bèo cho em này. Đó, có 3 tầng luôn đấy. Cái này 3 tầng bèo rất là xinh luôn. Chất liệu của nó là lụa Thái, rất là mát luôn nha các chị nhá, không nhăn nhầu luôn. Cái này chị nào mà ưa cái chất này này, nó mát lắm. Cái này mát mà còn co giãn nhẹ này, 59.000 một cái. Mai nhập cái này với cái mà chị bán là số 03 là một mã nhá. Mai mua cái mà đây luôn. Ừ, đây. Rồi cái này lên cho em mã số là 11 nha mọi người. 59.000 cái, 59.000 bán tặng. 10 từ 25 cân đến 45 cân em có size nhá mọi người. 59.000 áp dụng cho những chị nào có lượt chia sẻ like cho em nha mọi người nhá. 59.000 cho em một váy thôi ạ. 59.000. Chị nào lấy thì comment mã số là 11 cho em này. Em có màu đỏ, màu vàng và màu xanh, nhưng mà không lựa màu nha các tình yêu nhá. Không lựa màu cho em. Không lựa màu cho em nha các chị yêu nhá.
có 59.000, cái không muốn mua cái gì đúng không? Cái này có bộ cổ nơ này, cái này là màu xanh nhá mọi người. Màu này là màu xanh này, hoa nhí này. 59.000 một cái váy. 59.000 em làm chưa được nhưng mà thôi vẫn bán tặng một cái 59.000 cho em này, áp dụng chia sẻ like nào. Các chị ơi, cái này áp dụng chia sẻ like, chị nào mà chưa có cái biểu tượng người chia sẻ like em sẽ không chốt cho đâu, vì cái này số lượng có hạn nhá. Số lượng có hạn, em chỉ có tầm mấy chục cái thôi. Mà lúc này đã tặng không đồng phải đến 20 cái rồi. Cái này bây giờ phải có chia sẻ like mới chốt được, tại vì không có chia sẻ like các chị sẽ không có phần đâu. 59.000 một cái thôi, form to đùng luôn, chưa bao giờ em bán cái form to như thế này có 59.000. Em thề khi mà em nhập được cái váy này không có giá 59.000 luôn nhá mọi người nhá. Mã số 11 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em này, kèm lượt chia sẻ like, đừng quên lượt chia sẻ like nha mọi người nhá. Có đi có lại đi, em bán rẻ để các chị ở chia sẻ like cho em. Đúng rồi, ba cái đổ đủ màu à, ok rồi, 59.000 một cái thôi nha mọi người nhá. Từ 25 cân trở lên, nhớ là phải 1m2 trở lên mới mang được nha. 1m2 trở lên đến tầm 1m rưỡi, hơn 1m rưỡi, mét tầm 1m55 ấy. Cái này giá này form này rất là dài luôn, form này rất là dài luôn, tầm 1m55 quay lại cũng mang được ấy. Rồi 59.000 một cái cho em. 59.000 size đến 45 cân em có size nha các chị, buộc nơ này xịn xò chưa. Mà cái chất nó mát lắm mọi người ạ, cái này chất nó cực kỳ mát luôn. 59.000, mã số cho em là 11 nha. Em thấy nhiều chị chưa chia sẻ like lắm, nhiều chị chưa chia sẻ like lắm sẽ không được chốt đâu nha mọi người. Áp dụng chia sẻ like cho em 59.000 một cái thôi nha các tình yêu nhá. Mã số lên cho em là 11 giúp em. 25 cân đến 45 cân em có size nha mọi người nhá. 25 cân đến 45 cân em có size 11 ạ, đúng rồi, mã số cho em là 11, 59.000 thôi nhá mọi người. 09 của Hồng với chị là 4 cái là 17 tí rồi. Ok chị Thường Lê, ngày mai có nhân viên sẽ gọi chốt đơn và tư vấn cho chị nhá. Rồi mã số 11, 59.000 lên cân nặng luôn cho em. 25 cân đến 45 cân em có size nhá mọi người, váy tầng rất là đẹp luôn. Cái váy này có một đợt em bán rồi đấy, em bán là 120 một cái rồi đấy. Cái váy này các chị nào mà đã mua khách quen nhà em rồi thì chắc là nhớ này. Nhớ 59.000 cho em nha mọi người. Rồi ok, qua mã cho em nhá. Có trăm cái thôi, sợ không được chia. Rồi cái này bộ á, đây là cái bộ này em bán tặng các chị này. Bán tặng cái bộ này này. Ô cái bộ gấu nó nằm ở đâu á? Em nhập cái bộ gấu kia xét là nó ở đâu á. Rồi vào đây. Rồi lên cho em cái bộ này thôi, tặng luôn này. Cái bộ này cũng hết rồi này. Rồi cái này lên cho em này. À ba màu à, màu hồng. Cái màu hồng là nó ở đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi lên cho em mã số tiếp theo này. Ui cái này còn mấy cái tặng đã nhá. Tặng tiếp cái này này, 10.000 này, 10.000. Đây còn là 20 cái nhá. Ê, đọc sai đi Hiểm. Cái này có sai gì? Đọc sai đến 25 cân à? 45 cân đi. Cái này từ 10.000 cái, chị nào có đơn rồi em cho. Cái này lên cho em mã số 12 nhá mọi người nhá. Và vào trễ rồi chị, mới lên em mã số 12 thôi, đang còn nhiều. Rồi cái này lên mã số 12 tặng 10.000 cái nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em tặng 10.000 này, phải chia sẻ like mới được nha mọi người. Từ 15 cân đến tầm 30 cân đi, 30 cân vì cái này chắc là còn 30 cân đấy. Còn 30 cái em tặng 10.000 một cái nhá mọi người. Áo theo, sơ mi theo này. Nghiện mua đồ của shop rồi, chất quá đẹp luôn. Cảm ơn chị Thùy Linh nhá. Cảm ơn các chị. Mã số 12 chị nào lên cân nặng thì có nhá. Mã số 12 kèm cân nặng này, kèm số điện thoại và kèm lượt chia sẻ like cho em nhá. Ít nhất là 2-3 lượt chia sẻ like. Và nhớ là phải đi đơn nhà em là phải trên 100.000 mới được gọi chốt đơn nhá. Còn đơn mà ví dụ như đặt một cái này hoặc ba cái này chỉ được mỗi chị một cái thôi nhá, không có chị nào mà được ba cái đâu. Mỗi chị một cái, em tặng 10.000 một cái cho em. 15 cân 4 tuổi trở lên mặc được rồi, vì cái này sơ vi nào cho em là được mà. 10.000 chắc đủ cho em nhá mọi người nhá. Cái này mặc với quần bò 10.000 đó, sơ vi vào nhá mọi người nhá. Cái dáng này là phải sơ vi thì mới đẹp. Rồi chị nào lấy thì comment nhá. Nãy giờ mình đặt hai size không nha, số 2 size 0 là okay. Ok chị, này mai có nhân viên tư vấn size cho chị nhá. Rồi chia sẻ like đi, tặng áo đến 10.000 đấy nhá. Rồi cái này lên cho em này. Cái quần này bên trong kho là size gì đấy em nhỉ? Tí là tặng cả quần sóc luôn. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Cái này là size 20 cân đến 40 cân đúng không? Không, cái này chốt bé hơn một xíu đi. Rồi cái này lên mã số cho em là 13 này, mã số 13 cho em nhá.
bộ cốt tông cho em size từ 20 cân đến tầm 38 cân thôi. 20 cân nhá mọi người nha, từ 18 cân đến 38 cân cho em đi cho nó dễ đọc. 18 cân đến 38 cân lên cho em mã số là 13 này. Bộ này tặng này. 59.000 một bộ, 59.000 một bộ luôn. Cốt tông tàu cho em nhá mọi người nhá. Cái này lên mã số là 13, 59.000, 59.000. Chốt trên inbox là giá khác rồi mọi người ơi, không thể thắc mắc được cái đấy đâu mọi người nhá, tại vì là nhà em khi nào rảnh thì mới chốt inbox đúng không, mà inbox khá chốt khá là lâu ấy, mỗi chị các chị cứ hỏi giá xong các chị thoát ra luôn, các chị không trả lời nữa, nên là chốt inbox nó lâu lắm. Giá inbox nó sẽ khác, lệch với giá em like tầm 15.000, 10 đến 15-20.000, đấy là tùy từng cái nha mọi người nhá, nên là các chị cũng không thể thắc mắc được, nên là áp dụng trên like cho em với những cái giá này thôi ạ. Còn ngoài like là giá là năm chị, ngoài like là không có giá 59.000. Rồi ok, lên cho em con này mã số 13 đi, chất cốt tông cho em này. Cái phần này là thêu nhá mọi người nhá. Phần này là thêu cho em này. Đó, mã số 13. 13 đúng không? Từ 20 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. Từ 4 tuổi đến 10 12 tuổi mang vừa. 4 đến tầm 10 12 tuổi mang vừa cho em 40 cân quay đầu. Còn quần bò ôm á, quần ôm á chị, quần ôm em không còn, bây giờ ra Tết không lấy được quần bò nữa luôn ấy. Bây giờ ra Tết người ta chưa làm đồ bò ấy, mọi người, tại vì là phải đợi đến cái lúc mà học sinh đi học thì mới có nhiều quần bò, bây giờ có gì bán đấy thôi, váy là nhiều. Rồi cái này lên cho em mã số là 13 nhá, 59.000 một bộ. Đố các chị mua được ở đâu bộ này 59.000? Nhập không có đâu mà mua ở đâu cũng là 59.000 đâu, nhập buồn không có đấy, em còn nhập không được 59.000 đấy. 59.000 bán tặng thêm một mã hàng cho em là 13, thôi em in cái mã số 12 vừa thôi, cố gắng in đi tốn giấy. Rồi mã số lên là 13 nha mọi người nhá, 13 cho em nhá. Mai chị nào yêu cầu thì lấy. Thật thà quá. 59.000 cho em mã số là 13 cho em quần sóc bé trai, em không có bé trai rồi bác ơi. Cho em là mã số là 13 nhá mọi người, chất cốt tông cho em nhá mọi người nhá. Quần sóc này nó là dạng quần sóc nha mọi người nhá. Đây quần sóc nhà em nó không bị đục ngắn đâu nhá. Bình thường các cái shop, nói chung là các cái shop khác người ta bán những cái quần nó rất là ngắn, trẻ con như thế này là không nên mặc ngắn này. Nói chung là quần nhà em là cái phần đúng thì nó dài này. Đó, để cái này có chị thừa em cắt ạ. Không trông nó không được đẹp. Rồi mã số này lên cho em là 13 đi, có 59.000 bộ, nhưng không mua thì hơi phí, em lời được cái bộ này không có lợi nhuận luôn ấy, đừng có nói là lời. Đấy, cái khâu lợi nhuận của em là rất là ít, tại vì là thôi bán lại lấy khách đi nha. Rồi 13 này, đây cái đúng quần nhà em nó rất là dài đấy mọi người này. Đó, nó dài lắm nên là bé có ngồi thì cũng không sợ bị vô duyên đâu mọi người nhá. Đây cái đúng nhà em nó rất là dài luôn và có túi này. Đó, túi xịn xò, 59.000 một bộ, áp dụng chia sẻ like cho em đi. 18 cân 4 tuổi trở lên là mang được rồi nhá mọi người nhá. 18 cân 4 tuổi trở lên là mang được rồi. Cái bộ này là nó in dạng tia sét này. Đó, cái này ở phần ở dưới là nó không có hình in. Hai đầu, hai trên, dưới là đều có hình in, còn ở dưới là dạng tia sét nha các chị yêu nhá. Ở giữa là dạng tia sét nha mọi người. Không có mọi người lại báo cái sau cái chỗ này nếu mất hình in là không phải đâu. Cái bộ nào nó cũng như vậy luôn. Đấy, đây bộ này cũng thế này. 59.000 một bộ cho em nhá. Sọc xanh đợi em xí nhá. 59.000 một bộ, mã số cho em là 13 cho em. 59.000, màu hồng nữa này. Được lựa màu nha mọi người ơi, đúng size 59.000 một bộ thôi ạ. Đấy, 59.000, mã số là 13, kèm cân nặng, kèm màu và kèm số thoại cho em 59.000. Từ 18 cân trở lên đến 40 cân em có size nhá. 18 cân đến 40 cân em có size 59.000 một bộ. Màu hồng này. Đó. Màu vàng, màu trắng này, đủ màu luôn. Rồi màu đen này. Đó, chị nào lấy thì comment cho em mã số là 13 đúng rồi. Váy jean, quần. Ô, quần à, quần váy đó hả? Quần váy hả? Ok, đợi em xíu nhá. Rồi chị nào lấy 13 thì comment cho em là 13 giúp em nha mọi người. 59.000 nha mọi người nhá. 59.000 một bộ, đấy đẹp lắm nhỉ. 59.000. 59.000 size nhẹ nhí nhí cũng chẳng có giá 59.000 đấy. Đấy size to đùng luôn đấy. Size to đùng luôn, mã số là 13 cho em, áp dụng chia sẻ like đi mọi người. 59.000. 59.000 nha mọi người nhá. 59.000 đồng một bộ cho em. Cái váy ở trong. Cái váy 2 giây đấy. Em ơi, cái này có size tơ, còn size to nhỉ? Không, cái này khác cái này mà. Cái này là cái ở bên trong kho mà. Cái này size 15 cân à? Lên cho mọi người một cái size bé xíu này. Ừ. Rồi, mọi người chọn 13 khá nhiều ấy. Bộ gấu
bộ gấu quần ôm. Quần ôm á, em còn không biết có không. Cái đấy hình như hết rồi á, cái bộ đấy hết rồi á chị. Cái đây có còn thì cũng chỉ còn size tầm 15-12 cân, mới 15 cân thôi. Rồi lên trên một cái váy bèo này. Cái váy bèo này em còn một ít thôi nha mọi người nhá. Cái này size 10, từ 10 cân đến tầm 17 cân cho em này. 10 đến 17 cân cho em tầm 1 đến 4 tuổi nhá. 1 đến 4 tuổi, mã số cho em là 14 nè. Tặng tiết này, tặng tiết này 39.000. 39.000 một cái váy này nhá. Chất của nó là chất tơ nhá. Cái này là dòng tơ rất là mềm mà bên trong em có lót này. Đó, có lót cho em 39.000 cái váy nhá mọi người nhá. Chưa đủ công tiền, chưa đủ tiền vải đừng nói bán được lãi nhá. 39.000. Comment cho em là mã số là 14 đi. 14 nha mọi người, phần sau có phối dây thắt eo này, làm rất là cầu kỳ luôn nhưng mà vẫn bán tặng 39.000. Mã số cho em là 14 nha mọi người. Ui đang một chút 13 nhiều quá. Đó. Con này lên cho em lên đầm nữa đi, đang lên đầm đây nhà em, nhiều đầm lắm nhà em, chuyên đầm mà. Đầm rồi bộ, áo phông có nhiều lắm, nói chung nhiều thứ lắm. Rồi, cái này lên là mã số 14 cho em nhá. Từ 10 cân nhá mọi người, từ 1 tuổi là mang được rồi mà chất nó mát ơi là mát. Cái này con gái nhà em mặc đẹp lắm mọi người, rất là xinh luôn nhá. Không lựa màu đấy mọi người ơi, cái này em tặng 39.000, em nói thật là em tặng cho vui, bán cho vui thôi chứ còn không lời lãi gì ở cái này luôn ấy. 39.000 một cái còn lỗ vốn, còn không biết là lấy bao nhiêu tiền, em thề bán không nhớ giá luôn cái này á. Cái này không nhớ tại vì nhiều hàng quá, đôi khi là em sẽ không nhớ giá, bán tù mù. Lỗ vốn thì thôi chịu. Rồi ok, 14 nhưng mà size nhớ là size 17 cân, 3 tuổi quay về thôi nhá. Nhớ là 3 tuổi quay về thôi cho em này. 39.000 một cái, mã số lên là 14 này. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, không lựa màu. Nhớ là không lựa màu nhá các chị yêu nhá. Nhớ là không lựa màu, 39.000 một cái cho em này. Đó, rất là xinh. 39.000 một cái, mã số cho em là 14 đi. Đúng rồi, 14 nha mọi người. 39.000 không ngồi mua cái gì nữa trời ạ. 39.000 một cái nhá, không mua cho con thì các chị mua cho cháu đi. Cái này có 39.000 nhưng mua cho cháu hai cái váy nó quý lên mấy tầng mây luôn đấy chứ. Đúng không? Không mua cho... Đúng rồi, cứ mua cho cháu, tặng cho cháu, cứ tặng váy là các cháu thích cực kỳ khờ. Muốn lấy lòng các cháu nha, các chị mua váy này, cho kẹo này. Em thề các cháu yêu lắm. Cháu nhà em toàn bộ trên nội ngoại gì đó, tặng váy cho váy thích lắm, chỉ có thích mợ ấy thích gì thôi. Ok, có 39.000 thôi á mọi người ạ. Rồi nha, chị nào lấy thì comment 39.000 một cái, mã số lên cho em là 14 cho em nhá mọi người nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em nhá mọi người nhá. 39.000. 39.000 cái dễ nhờ. Mà chất tơ nhá mọi người, cái này chất tơ nó đẹp lắm, thấm hút mồ hôi rất là mềm. Đây bên trong có lót này. 39.000 một cái cho em nhá mọi người nhá. Rồi chị nào lấy thì comment là 14 đi mọi người nhá. 39.000 một cái thôi. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Áo không hết cho em, mấy cái áo không ngẫu nhiên hết hết chưa? Không ngẫu nhiên, nó còn mấy cái nhỏ nhỏ rồi sắp. Thế tặng áo không ngẫu nhiên cho các chị này 10.000 luôn này. Thế rồi vì cái này các cái này lẽ sai em không muốn để lại nữa. Rồi áo phông ngẫu nhiên, mã số là 15 à? Size gì, size 15 cân à? Size 15, 17 cân, nói chung tầm 3 tuổi đúng không? Đúng không? 3 tuổi quay lại cho em nhá, tầm 3 tuổi, nói chung áo phông thì mặc rộng hơn một xíu. Không biết bên kho có size gì nữa chứ, thôi tặng 10.000. 10.000 luôn, em tặng 10.000 luôn cho hết đi. Vì là cái này nó dạng như là ngẫu nhiên rồi nhá. Hình ngẫu nhiên không lựa đâu nhá mọi người nhá. Em còn tầm 20 cái, em tặng 10.000 cái cho hết đi. Cái này là tặng tặng cho vui à. Ok, lên đầu bộ à, đợi em xíu nhá. Mã số là 15 ạ, 15 10.000 cái này. Áp dụng chia sẻ like chị này. Chị nào hôm nay mà không chia sẻ like tức là sẽ không có những cái mã tặng, ví dụ như từ 39.000 trở xuống là sẽ không có đâu. Nên các chị yêu nhá, cố gắng chia sẻ like cho em này. Nói chung thoát ra chỉ có tầm vài giây, các chị chia sẻ like cho em tầm 5 hội nhóm thôi là các chị đã có toàn hàng 10.000 với 15.000 và mỗi chị chỉ được một cái. Mỗi chị còn chỉ được một cái. Cái này các chị ơi, em tặng là em tặng đều. Cái nào mỗi chị nào cũng phải tặng đều cho em. Có nghĩa tức là chị nào cũng có phần, chứ không chị thì chọn 5-7 cái chị tranh hết thì chết. Mỗi chị được một cái thôi em nha, em in mỗi chị một cái thôi nhá. 10.000 size 15 cân đến 17 cân, nói chung 3 tuổi thôi nhá. 15 cân đến 17 cân, 3 tuổi mang vừa. À 3-4 tuổi đấy, cái này có những cái 4 tuổi đấy mọi người ạ. 10.000 mã số 15, mỗi chị một cái cho em, lên cân nặng thôi là được. Size không có size 25 cân. Size 15 cân đến 17 cân thôi nha. 10.000 cái thôi, hạ xuống nhanh, không có cái mà chia này. Chết rồi. Rồi cái này lên cho em quần quần suông này. Quần suông là size gì đây, tặng luôn cái này cho hết đi này. Đó, bán thế này người ta tưởng lại lắm đây. Ơ hôm nay có 25 cân à? Ok, lên quần quần suông ngố này. Không, mã số 15 chứ không phải 17 nha. Mỗi chị 15, mỗi chị chỉ được một cái ạ.
nghe em nói này, mỗi chị chỉ được một cái thôi, những cái mã tặng 10.000 như thế này không 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 thể tặng nhiều được. Em nói thề với các chị là em không thể tặng nhiều được, tại vì mỗi chị chỉ được một cái thôi, vì số lượng nó không có nhiều đâu nhá mọi người. Rồi cái này lên cho em quần quần suông ngố này, quần suông ngố cho em nha mọi người nhá. Ui bán tặng cái này luôn nha mọi người nhá, bán tặng luôn này. Quần suông ngố mã số 16 cho em, form size từ 15 cân đến 25 cân em có size nhá, có đúng không đấy chị? 15 cân đến 25 cân em có size nhá. Tặng 59.000 cái. Một cái quần bò 59.000, dáng qua gối, cái này là dạng suông ngố này. 59.000 cho em này. Cái này các chị mặc ở trên gối nhá mọi người nhá. 15 cân đến 25 cân em có size nha mọi người nhá. 15 cân đến 25 cân em có size này, lựa kiểu ngẫu nhiên thôi. Quần bò nhà em là co giãn 4 chiều cho em. Đó 59.000 cái nha mọi người nhá. 59.000 cái quần suông ngố này, các chị nhìn chất này. Đó, nhìn thấy chưa? Đó, em kéo này, đó. Kéo rất là nhẹ mà nó co giãn, mặc quần thoải mái hệt như quần cốt tông. Các chị comment là 16 nè, comment cho em mã số là 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, không lựa kiểu nha, nhớ là không lựa kiểu đâu. 16 cho em kiểu nào ngẫu nhiên, kiểu nào dễ thương ấy. Đấy có 59.000 cái quần này, co giãn 4 chiều đây phần sau này. Đó có chun mềm để cho em, để cho các bé nhà mình co giãn 4 chiều luôn. 59.000 cái cho các chị yêu nhá. 59.000 comment là 16 nè, đúng mã số là 16. 59.000, 15 cân đến 25 cân, 15 cân là từ 3 tuổi là đúng rồi, mang được rồi. 15 cân từ 3 tuổi là mang được rồi nhá. 3 tuổi là mang được rồi cho em, mã số 16 cho em này. 59.000 cho em nha mọi người nhá. 59.000 chốt là 16 đi cho em này. Các chị chốt nhanh có hết hả? Nhanh có hết này. Ok nha, 16 nha mọi người. Rồi ok đúng rồi, comment là 16 kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em là được nha các chị nha. 16 cho em này, 59.000 cái thôi nhá. 59.000 cho em này. Đó, đây cái form này nó đẹp lắm, từ 3 tuổi là mang được rồi mọi người ạ. Năm nay đang hot cái quần suông ấy, năm nay đang rất là mốt quần suông kể cả người lớn và trẻ em. 16, 59.000 cái rẻ quá nha. 59.000 cho em nhá mọi người, còn chưa bằng cái quần short của nhà em đấy. 59.000, 15 cân đến 25 cân em có size nha. Đúng rồi, 15 cân đến 25, các chị chỉ cần lên là mã số kèm cân nặng này, không cần comment tiền đâu, nhà em có ghi hết tiền rồi, khi nhận hàng các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Còn cái mã số và cân nặng số điện thoại đấy là cái ba thông điệp quan trọng nhất. Nên là các chị phải comment cho em mã số là 16 nha mọi người nhá. Rồi ok, chị nào lấy 16 thì comment là 16 cho em. Váy trắng ở sau là mã số là 06 đi. Đúng, còn kia nó chút lâu, nó lâu, viết nó lâu à. Rồi cái này lên cho em là mã số, cái này là 16. À quên, mã số 0606 nhá. Đấy, đọc toàn sai số nên đầu toàn số thôi, nhầm cả số. Rồi cái này lên cho em mã số là 06 cho em này. Form size là từ 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 89.000 một cái, con này cho em là 06 nhá mọi người nhá. Mã số là 06, mã lộc lúc nãy em bán đấy. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá, nhớ là chị nào đặt rồi thì thôi. Cái mã này này, cái mã bèo này này, mã lộc cho em nhá. Cái này là mã lộc, hôm nay là tặng mã lộc cho em với giá là 89.000 một cái. Mã lộc cho em, mã số này là 06 giúp em nha mọi người nhá. 06 cho em. Đó, 06 cho em 89.000 một cái nhá. 89.000 đồng cho em. 89.000, đây là mã số là 06, từ 15 cân đến 35 cân em có size, được lựa màu 89.000. Chị nào mà chưa đặt thì comment ngay cho em là 06 cho em nhá mọi người nhá. Có set bộ nào cho bé 45 cân? Set bộ thì không có 45 cân rồi nha em, tầm 40 cân quay đầu thôi nha mọi người nhá. Mã số là 06 đi. Rồi ok nhá. Các chị Kim Thông có số điện thoại chưa thì lên số điện thoại cho em. Ok nhá. Rồi chị nào lấy thì cho em là mã số là 06 giúp em nha mọi người nhá. 06, 15 cân thì 35 cân. Chị nào chưa mua thì đặt ngay cho em này. Đó, cái này đẹp lắm. Cái này ở bên ngoài nó còn đẹp hơn trên like cơ. Ở ngoài nó còn đẹp hơn trên like, đấy là em chắc chắn luôn. Điện thoại thế nào đấy? Mã số cho em là 06 cho em nhá mọi người nhá. 06. Rồi ok, chị nào lấy 06 thì có comment là 06 lộc cho em, có 89.000 một cái thôi. 89.000 cho em nha mọi người. Chia xong chưa? 89.000 cho em nhá. 89.000 đây, tặng một cái này nữa tiếp này. Đây, cái này cũng tặng luôn này, vì cái này cũng hết rồi này. Cái này còn size gì ấy nhỉ? Cái này.
bé xanh con canh đang mặc. À đây hả? Ok đợi tí nha chị, cái này của nó là 07 cho em. Cái này bao nhiêu cân em? Đủ size à? 15-25. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này, mã số 07. À không, quên, sao lại 07? Mã số 17 cho em này, mã số 17 cho em váy hoa này. Váy hoa của vuông này, cái này em có size từ 15 cân đến 25 cân em có size nhá mọi người nhá. 25 cân nhưng mà tầm 7 tuổi quay lại thôi. 25 cân 7 tuổi quay lại cho em cái váy này em tặng 69.000 cái luôn, 69.000. Lên cho em mã số là 17 cho em, mã số là 17 cho em này. Đó, con này tặng 69.000 một cái của vuông nhá mọi người nhá. 69.000 mã số lên cho em là 17 giúp em. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn mã số cho em là 17 này. Đó, 17 cho em, con này hoa hồng và hoa vàng cho em có 69.000 cái thứ chất là thô mềm cho em nhé mọi người. Cái này chất liệu của nó là thô mềm giúp em này. Đó, cái dòng này là dạng thô mềm cho em nhé mọi người nhé. 69.000. 69.000 một cái cho em, chất thô mềm cho em. Đó, cái phần cổ liền nhé mọi người. Nó là phần cổ liền cho em này. Mã số cho em là 17 cho em nhé mọi người nhé. 17 vàng, 17 màu hồng cho em 69.000. 17 vàng, 17 hồng 69.000 đồng cho em nha. 69.000 cho em. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment cho em mã số là 17 đúng không? 17 cho em nhé mọi người, 69.000 cho em nhé mọi người nhé. 17 69.000 đúng rồi, mã số 17. Các chị ơi comment đúng mã số nào 17 chứ không phải là mã số 10 nhá. Chị Hồng Đoàn có comment sai mã không? Cái này lên cho em mã số 17 cho em màu vàng và 17 màu hồng này. Cái này 69.000 bán tặng luôn cho em nhá mọi người, bán tặng luôn 69.000 cho em nhá. 69.000 cho em. Đúng rồi, 69.000 áp dụng chia sẻ like cho em nhá mọi người nhá. 69.000 cho em này. Đó. Rồi 17 giúp em nhá các chị, 69 size đến 25 cân tầm 7 tuổi cho em là mang vừa cho em nhá. 25 cân. Cái này chắc là nó là thô mềm. Nó là dạng thô mềm cho em, mã số là 17. Đề nghị là comment đúng mã số cho em nhá các chị ơi, sai mã số là đi sai hàng đấy. Nha mọi người, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nhưng mà các chị phải comment đúng mã số em đọc. Nha mọi người nhá, đúng mã số em đọc. Có 69.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. 69.000 cho em. Đây thì con này lên cho em tiếp này, cái con này em mặc luôn này. Con này phải tắt đèn đi không có là nó bị lóa này. Đẹp, đẹp. Ừ, cái này chắc đẹp lắm này. Tại sao hôm nay tắt đèn nó lại tối thế nhở? Không phải cái này mà lên đèn nó bị mờ, nó bị nhạt màu. Cái gì? Chi Hương Võ lên số điện thoại cho em nào, chị Chi Hương Võ lên số điện thoại nhá chị nhá. Chị nào không có số điện thoại không có đơn đâu, Chi Hương Võ lên rồi đấy. Cứ cậu in tiếp xuống dưới đi. Rồi lên cho em con váy sọc tay bồng cho em rất là đẹp, cái màu vải năm nay nó rất là mới. À Chi Hương Võ ơi, sai số điện thoại rồi, comment lại mã comment lại số điện thoại đi chị Chi Hương Võ nhá, sai số rồi. Rồi lên cho em một con váy tay bồng cổ vuông này, cái này mặc rất là đẹp luôn mà cái màu ở ngoài nó đẹp lắm các chị ạ. Cái này ở trên like là nó sẽ bị sáng ấy. Ở trên like là em có đèn hỗ trợ là nó sẽ bị sáng nhưng mà ở ngoài cái màu này nó rất là tươi và nó đẹp lắm, mặc lên rất là trắng da. Em có size cho bé là từ 17 cân đến 37 cân em có size nha các chị yêu nhá. Con này lên cho em mã số này 18 nha mọi người, mã số 18 cho em. Em tặng các bác luôn 99.000 một cái cho em nhá. 99.000 cho em. 18 cân, 17 cân đến 37 cân em có size nhá. 99.000, size to đùng luôn. Em có màu vàng này, cái này là cổ vuông nha mọi người. Cái phần cổ vuông này mặc là nó sẽ ôm vào cái thân của con, là nó sẽ có da có thịt ấy. Cái này này, cái phần cổ này này, mặc lên nó sẽ đầy cái người ấy mọi người nhá. Sợ cái bé mà bị gầy ấy thì cũng không bị gầy đâu ạ. Mặc lên nó vẫn đầy cái cổ luôn cho em vì cái phần này có cả dây thắt eo nhá. Bé gầy yên tâm cho em là thắt lại cho em này. Đó, từ 17 cân nhưng mà 4 tuổi trở lên nha. 4 tuổi trở lên cho em tay bồng 2 lớp cho em này. Đó, 89.000 mã số cho em là 18 cho em nhá. Tay co bạn 4 chiều này. Đó, tay co bạn 4 chiều. Chị của em lên xem đúng số chưa? Đó. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 18 nha mọi người, màu vàng này. Màu vàng với màu tím nó đẹp lắm. Ở ngoài nó rất là đẹp nhưng mà lên like là nó sẽ bị sáng ấy. Em thấy trên like nó rất là sáng này. Không biết là các chị nhìn cái màu nó ra cái màu gì. Nhưng mà ở ngoài nó đẹp lắm. Mã số 18-99 thêm một cái nha mọi người nhá. Từ 17 cân đến tầm 37-38 cân cho em này. Cái chất của nó là chất đuổi co giãn cho em nhá. Đấy, cái này là chất đuổi xốp ạ. Đuổi xốp co giãn nhẹ nha mọi người nhá. Thấm hút mồ hôi rất là tốt luôn. Những cái dòng mà em làm cho bé là thường thường là nó sẽ co giãn và nó sẽ thấm hút mồ hôi ấy. Nên mọi người yên tâm cho em. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhé mọi người. 99.000 một cái nhé mọi người nhé. 99.000 đồng cho em.
250 một cái bán ngoài shop đấy các chị ạ. Em tặng là 99.000, đúng rồi 18. Có bị sáng không? Có bị màu nó bị sáng không? Nếu như mà cái màu tím, ở màu tím ở ngoài là nó sẽ đậm hơn trên line đây này. Ở trên line này em thấy nó nhạt lắm. Nhưng mà ở ngoài nó rất là đẹp luôn, 99.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. Đó, bị sáng này, đó, nó cứ bị sáng thôi. Đấy, cái màu ở ngoài ép vào cái váy này nó đẹp lắm ấy. Nhưng mà không biết làm sao ở trên line để cho các chị nó nhìn nó thật màu. Nói chung là màu tím ở trên line nó sẽ đậm hơn. Ở ngoài nó sẽ đậm hơn trên line nhá. Ngoài nó sẽ đậm hơn trên line mà có 99.000 một cái thì nó đẹp cực kỳ luôn. 99.000 cho em màu vàng màu tím này. Màu vàng và màu tím là hai cái màu mới nhất luôn nhá. Còn màu xanh thì nó thông dụng rồi, màu xanh thì là vải màu gì cũng có rồi. Nhưng riêng cái màu vàng và màu tím này này, nó mới cực kỳ luôn. Đấy, mặc lên rất là trắng da cho em nhá mọi người nhá. Mặc lên siêu trắng da cho bé luôn, 99.000 một cái nha các chị yêu nhá. Hàng cao cấp tặng luôn 99.000 thôi ạ. 18 cân, 17 cân trở lên. 17 cân đến tầm 37 cân em có size thì tầm 4 đến 10 tuổi là mang vừa nhá. 4 đến 10 tuổi là mang vừa cho em. Rồi chị nào lấy thì comment mã số là 18 cho em nha mọi người nhá. Mã số là 18 xanh này. 18 màu tím này. Đó. Các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em, cái màu này nó đẹp lắm. 18 cho em màu vàng này. Màu vàng này. Đó, cái màu này rất là đẹp nhưng mà lên like nó cứ bị sáng em rất là tức luôn á. Đó, nếu bật đèn nó sẽ bị sáng như thế này này. Đó, nó sáng ghê á. Đó, nhưng mà màu ngoài nó rất là đẹp. Rồi mã số là 18 cho em nhé mọi người nhé. 18 99.000. Đúng rồi, cứ comment cho em là 18 kèm màu. Thích màu gì thì comment màu đó cho em nhé. Thích màu gì là comment màu đó cho em nhé. Đây, đây bán tặng cái bộ này cho em này. Rồi lên cho em bộ này. Mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo cho em bộ số size nhí này. Bộ số size nhí cho em này. Chất cốt tông lên cho em mã số là mười mấy em? 19. Mã số 19 này. Con em có size này từ 14 cân đến tầm 17 cân cho em nhé mọi người nhé. 14 đến 17 sợ 20 cân thì cái này cuốn xuôi mặc rộng hơn một xíu đi. 17, 18 cân cho em rồi nhưng mà tầm 4, 5 tuổi quay lại cho em thôi mọi người nhé. Mã số lên là 19 à. Cái này em còn size bé thôi em tặng này, 39.000 một bộ. Tặng tiếp 39.000 một bộ cho em nhé mọi người. Nhưng mà áp dụng chia sẻ like cho em này. Mã số lên là 19 nha mọi người nhá. Lúc nãy em lên size bé mới có một mã hàng thôi, em sợ các chị chưa đủ đơn ấy. Bây giờ tặng tiếp 39.000 chất cốt tông cho em. Và đây là hàng theo nhé mọi người nhá. Cái này nhà em là theo toàn bộ. Nguyễn Thúy Duy lên số điện thoại nào. Nguyễn Thúy Duy lên số điện thoại cho em. Rồi cái này lên cho em mã số là bao nhiêu đây? 19 nha mọi người. Màu hồng nhưng mà không được lựa màu đâu. 39.000 em không cho lựa màu đâu nhá. Size 14 cân đến 18 cân cho em. 39.000 một bộ. Váy của bé 13 cân à? 13 cân thì em chắc là không có rồi, phải tầm 15 cân trở lên ấy. 13 cân có 1 2 mã 2 giây thôi. Có được không? 18 à, tôi đợi xíu nha chị. Rồi cái này lên là mã số 19 cho em này. Mã số 19 cho em màu. Đây có 3 màu này nha mọi người. Em có 3 màu này và kiểu của nó cũng có 2 kiểu liền. Đấy, nó có 2 kiểu. Một cái kiểu của nó là có đan dây phần trước này. Một cái là rút dây này. Và cái này là rút dây này. Mã số 19 không có 23 cân đâu. Em chỉ có size tầm khoảng 14 đến tầm 18 cân thôi nhá mọi người nhá. 14 đến 18 cân, 39.000 một bộ cho em. Cái này lúc này mà tặng thì là khá là đông. Tại vì là bây giờ bán một lát rồi thì nó sẽ giảm view rồi. Bộ này đẹp quá mà size nhỏ à, đúng rồi. Nếu như mà tặng thì chỉ tặng những cái hàng size bé thôi. Em chỉ tặng được những cái hàng size bé, còn size to thì em không có hàng để tặng. Cái này những cái này là đang lẻ size mà. Rồi 19 nhá mọi người nhá. Cái này đang là hàng lẻ size nên thôi tặng luôn. Tặng cho hết đi để qua mã mới. Rồi theo này. Đó, cái này chất theo mà chất cốt tông tàu nó đẹp lắm. Chất cốt tông tàu cho em rất là đẹp luôn. 39.000 một bộ, mã số cho em là 19 nhá, comment là 19 ạ. 19 kèm cân nặng cho em và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 19 giúp em nha. Mã số là 19 cho em đi. Đúng rồi, 19 có 39.000 một bộ thôi, size 18 cân quay đầu cho em. Cái bộ quần bugri còn size gì em? Quần bugri đó. Size 20 cân. Vẫn nó 20 cân á. Có số 7 mà. Ok. Tặng luôn. Rồi, chị nào lấy 19 thì comment cho em là 19 nha các chị ơi. 19, 79.000 một bộ nha. À quên, 39.000 bộ, bán 79.000 là chạy mất dép đúng không? Bán 79.000 là các chị chạy mất dép luôn. 39.000 nói hai lời là chạy mất dép luôn đấy đúng không? Tôi mã số tiếp. Bộ này cũng tặng này. Cái này không lượng màu luôn này. Rồi ok nha, xem bộ 22 cân á, đợi xíu nha chị. Rồi tí lại có bộ tặng 22 cân đấy. Lúc nãy chị đặt mã lộc
và 11 có được chốt không? Có nha chị Lê Huệ nhá. Có nha chị ơi, nếu không được chốt nào 11 thì để chị đặt mã tím caro. 11 là cái gì em? 11 là váy vụn. Có mã số 11 có đấy chị Lê Huệ nhá. Có nha chị nhá. Ngày mai để ý điện thoại để chốt đơn. Rồi cái này lên cho em này, áo phông ạ. À. Rồi đợi em xíu nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 20 nhá mọi người nhá. Form size cái này có là quần bom này. Nó là dạng quần bom hip hop cực kỳ luôn đấy. Cái này em thấy đẹp này. Size 12 cân đến 20 cân cho em nhá. Từ 12 cân đến 20 cân đây là số thứ 2. Số này là 15 cân 3 tuổi mang được cái này. Rồi 15 cân tầm 2 tuổi bộ này. Rồi cái này lên cho em bộ này em tặng 39.000 một bộ này. Đợi xíu bộ áo phông đợi em xíu đi mọi người. Rồi cái này lên cho em mã số là 20 cho em nhá, cũng không lựa màu đâu, 39.000 một bộ thôi các chị yêu nhá. 39.000 đồng cho em này. Đó, chất áo là cốt tông cho em này, thêu này. Đó, 39.000 cho em nhá mọi người, không lựa màu đâu mọi người nhá, hàng cốt tông cho em nhá mọi người nhá. Cái này con gái nha em mặc đẹp lắm. Quần váy jean đợi em xíu nhá. Cái này con gái nhà em mặc rất là xinh luôn, mã số 20 đi mọi người ơi, 20 cân nhưng mà tầm 4 tuổi quay lại cho em nhá. Từ 2 đến 4 tuổi mang được. 2 đến 4 tuổi mang được cho em. Cái này tầm 4 tuổi thôi. 2 đến 4 tuổi cho em nhá mọi người, 39.000 một bộ cho em. Đây là số nhỏ thứ 2 thì tầm 15 cân 2-3 tuổi cái này mang được rồi này. Đó, chốt cho em là mã số là 20 nha mọi người. 20 cho em nhá. 20 cho em nhé mọi người ơi. Đó, số 20 nha. Ba chín nghìn một bộ cho em nhé mọi người nhé. 39.000 form size là từ 12 cân đến 20 cân cho em là có size. 12 đến 20 cân cho em, áp dụng chia sẻ like cho em này. Đó, áp dụng chia sẻ like cho em nhé mọi người nhé. Đó, số 20 ạ. 20 39.000 cho em này. Áo của nó là cốt tông, mình áo đã bán là đã năm mấy nghìn rồi ấy. Bây giờ cả bộ tặng có 39.000 thôi. Tặng 39.000 cho em mã số 20 giúp em nha mọi người. 20 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Không lựa màu đâu mọi người nhá. Nhớ cho em là không lựa màu nha mọi người nhá. Nhớ cho em là không lựa màu. Rồi chị nào lấy thì comment mã số lên là 20 giúp em nha mọi người nhá. Đúng rồi, cứ comment mã số kèm số điện thoại đi đơn trên 100.000 đồng cho em là được. 20 cân nhưng mà 4 tuổi quay lại thôi. 20 cân nhưng mà 4 tuổi quay lại cho em. Từ 2 tuổi này 12 cân đến 20 cân, từ 2 đến 4 tuổi mang được cho em. Có 39.000 một bộ tặng nhá. 39.000. Đố các chị mua ở đâu bộ này 39.000. Đấy, đố mua luôn được 39.000. Rồi, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận mà tình yêu ơi. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment 20 đi mọi người nhá. 20 cho em. Nhớ là đi đơn trên 100.000 đồng cho em. Áo phông ấy hả? Áo phông này em tặng này. Ờ, cái này size gì? Ốc nhờ, cái này là lẫn thì còn size còn nhiều. Cái này em đây. Đây cái này áo này em cũng tặng luôn này. Cái này em cũng tặng luôn này. Rồi mã số tiếp theo là mã số 21 này. Size từ 15 cân đến 20 cân cho em áo phông con vịt nha mọi người. Cái này là hàng tàu đấy. Cái này hàng tàu đấy mọi người. Áo phông này có tông tàu này. Rồi rất là đẹp luôn cho em nhé. Em tặng này 45.000 cái áo này. 45.000 cái thôi nhá. Vì hàng lẻ size rồi mà không lượn màu cho em nhá. 45.000 mã số lên là 21 cho em này. 24 bộ. Ok, rồi không lựa màu đâu. Mọi người ơi nhớ là không lựa màu đâu mọi người ơi nha, không lựa màu đâu. Bán 39.000 là sao lựa màu được nữa, tại vì đấy là hàng lẻ size rồi. Bộ đùi nữa size bao nhiêu cân chị? Cái này lên cho em mã số là 21 cho em áo phông vịt nhá. Cái con vịt này đang rất là hot này. Cái con này cả người lớn và cả trẻ em đều rất là hot nha mọi người nhá. Các chị được chọn là tim hoặc là vịt. Hình tim hoặc hình vịt cho em tặng 45.000 một cái áo này thôi ạ. Size 15 cân đến 20 cân, tầm 4 đến 5 tuổi là mang vừa. 4 đến 5 tuổi là mang vừa cho em nhá. Đó, 4 đến 5 tuổi là mang vừa. Mã số là 21, đúng rồi. Đang đặt 20 cho chị uống nước cái nào. Để xong, à, thôi đợi thôi không cần. Cái cốc này đang để bên bàn thôi em. Thôi thôi, à quên thôi anh, cứ nhầm. Không sao đâu, chị Lê. Rồi ok, cái này lên là mã số 21 nha. 45.000 cái áo này nha mọi người nhá. Không lựa màu và các chị được chọn hình. Được chọn hình, ví dụ như hình cái vịt này là và hình con tim, à vì hình cái hình tim này này. Và hình con vịt cho em nhá. Rồi 20 cân quay đầu thôi. 45.000 cái nha mọi người nhá. 45.000 mình chắc nó đẹp lắm. Cái này là chất cốt tông tàu cho em, rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Dạng cốt tông non ấy, nó rất là đẹp mà mềm lắm. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment là mã số là 20 nha. 21 nha. Áo phông này là 21 này. Đó, 21 cho em này. Đây các chị mà phối với cái quần váy này nó rất là đẹp đây này.
Hai nhà em vào đây mặc cái quần váy này. Đây. Hai nhà em mặc với cái quần váy là nó đẹp lắm này. Đó, đây, mặc với cái này rất là xinh nha mọi người này. Đó, chất áo nó đẹp lắm mọi người. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 21 áo phông nhé mọi người nhá. Áo phông 45.000 cái cho em bán tặng luôn. 45.000 cho em mã số là 21 đi. Rồi cái này lên cho em là quần váy luôn đi. Quần váy lên lại này. Quần váy là mã số mấy đây? Quần váy 059. Rồi lên cho em cái quần váy là mã số 05 này. 69 cho em. Ừ, 69.000. Em bán rẻ quá. Mọi người tin tay cho nhanh không hết này. Lúc nãy cái này cũng bán. Cái này lúc nãy cũng bán được lắm rồi đây này. Không biết có còn không đây này. Rồi cái này lên cho em là không, áo khoác không còn đâu mọi người ạ. Áo khoác cho mẹ như hôm trước á. Hôm trước em bán, hôm trước mình bán áo của mẹ đâu nhỉ? Ồ em có bán áo của mẹ đâu. Chị nhầm với shop nào à? Rồi quần váy cho em là 05 này. 05 quần váy cho em nhé mọi người nhá. Quần váy cho em này size 17 cân đến 35 cân đi. 17 cân đến 35 cân đi. Vì sợ lúc nãy hết size to rồi. 69.000 cái quần váy cho em nhé. 69.000 cho em mã số lên là 05 này. Đó quần váy nhá mọi người nhá. Chất co giãn 4 chiều cho em ấy. Mặc quần nhà em mà như quần cốt tông luôn á. Nhớ nhá mọi người. Rồi cái này lên cho em mã số là 05 đi mọi người. Tất cả các cái đá này nhà em là chạy bằng máy hết nha mọi người nhá. Đây này nó dập bằng máy hết chứ không gắn keo đâu. Bình thường các shop khác là người ta sẽ gắn keo ấy. Nhưng mà nó sẽ không bền. Giặt máy giặt là nó sẽ bong hết. Nhưng mà nhà em dập bằng máy như các chị tưởng tượng như nó là cái cúc quần ấy. Nó dập bằng máy luôn thì nó sẽ không bong được. Quay giặt máy giặt thoải mái cho em. Rồi cái này lên cho em mã số là 05 nhá mọi người nhá. 05 cho em. 69.000 một cái nhá. 69.000 mã số cho em là 05. Phong size là từ 17 cân cho em đến tầm 35 cân nhá mọi người. 17 cân đến 35 cân cứ comment cho em 05 kèm cân nặng là được. Không lựa kiểu đâu. Nhớ là không lựa kiểu nhá mọi người. Đây là mặt sau này. Mặt sau nó là dạng quần này. Đó. Còn mặt trước là nó thêm một cái lớp váy này. Đó 69.000 một cái thôi. Đây này. Đó. Này, nhìn chất này nó mềm lắm mọi người. Nó co giãn 4 chiều luôn ấy. Mặc thích cực kỳ luôn nhá mọi người. Cứ kiểm tra thoải mái cho em đi. Bán cái quần 69.000 nhưng mà các chị được kiểm tra. Kiểm tra hàng thoải mái nhá. Bình thường em mua cho con nhà em những cái cũng đắt tiền. Em thấy cũng đắt đấy nhưng mà còn không được kiểm tra. Coi như rất là bức xúc ấy nhỉ. Nhiều lúc mua mà không được kiểm tra em cũng cứ tức tức ấy. Chị nào khi nãy đặt rồi không phải đặt lại đâu chị ơi. Chị Bảo Uyên lúc nãy mà có rồi thì thôi. Các chị nào mà đặt rồi ví dụ như là xem từ đầu like tới giờ mà đặt cái này rồi thì thôi không cần comment lại đâu mọi người nhá. À không sai to đợi em xíu. Rồi 05 nha mọi người nhá. 05 này. Đó. 05 69.000 một quần váy cho em size từ 17 cân đến 35 cân em có size nha mọi người nhá. Co giãn 4 chiều 35 37 cân đấy. 35 37 cân đấy mọi người nhá. Đây ví dụ như cái này em cũng mặc vừa rồi đây này. Cái số 35 là tầm 40 cân là mang vừa đấy. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment mã số là 05 đi. Đúng rồi, chỗ là 05 cho em nha. 05 này. Áo phông là mã số 21. Áo phông là 21 em vừa lên xong ấy. Rồi chị nào lấy 05 thì comment 05 nhá. Tặng có 69.000 cái thôi chốt nhanh em hết. Vì hôm nay lúc nãy em thấy cái này bán khá là chạy rồi á. Rồi mã số tiếp theo em cũng tặng cái quần này còn ít thôi em sale hết luôn này. Phạm Thị Thúy Vân lên sai mã chị ơi. Mã 37 cân màu xanh là mã 19 ạ. Màu 20 màu xanh. À quên là em chỉ đặt bút vô đi nhí á. Là mã 18, 99 thì giá sau lại cao cấp cơ. 19 à? 18. Chị Thúy Vân ơi, cái màu xanh đấy là mã số 18 nha chị ơi. Cái này cơ mà. Đúng không? Cái váy sọc đại này đúng không? Đúng. Cái này mới là mã số 18 nha chị, không phải mã số 20 đâu chị Thúy Vân nhá. Comment lại cho em mã này là 18 nhá. 18 là 99.000 nhá. Cái này là 18 này. Chứ không phải là mã số 20 đâu nhá. 20. Đây cái này là 18 cho em này, màu xanh, màu tím và màu hồng. Comment đúng mã số giúp em. Không có đến lúc mà em gửi sai hàng các chị để bán tại shop. Đấy là mọi người do mọi người comment đấy mọi người ạ. Rồi cái quần này lên cho em này. Là đọc sai đi. Cái quần này em có sai là từ đủ sai không? Size 30 cân. Ừ, còn có 30 cân á. Cái này lên đến tận 45 cân rồi mà. 30-35. Chị ơi, quần u mì size bao nhiêu nhỉ? 35 rồi. Đúng không? 35 cân. Rồi cái này lên cho em size từ 25 cân đến 35 cân cho em này. Đó rồi mã số cho em là mã số 22 à đúng không? Mã số 22 em còn có mấy cái thôi em tặng các chị này. 49.000 cái cho hết đi nhá. 49.000 cái cho em. Cái này em hết rồi hết tinh thôi tặng 50.000 nha. Mã số 22 50.000 cho nó tròn. 25 cân đến 35 cân em có size 50.000 cái nhá mọi người nhá. 50.000 này. Đó, em tặng quần u mì cho em chất. Chất của nó là chất u mì co giãn này, dáng bom rất là đẹp luôn, mặc được áo phông đẹp cực kỳ luôn. Đó, rồi cái này lên cho em mã số là
22 nhá. 50.000 một cái cho em nhé mọi người. 50.000 một cái cho em. Đấy còn có ít thôi em tặng luôn nhá. Cái này là phần này là logo lệch nha mọi người, chứ không phải là nó bị làm lỗi đâu. Nó là lệch sang bậc bên hông nha. Có chạy ly này. Đó chạy ly này. Rồi cái này lên là mã số 22, 50.000 cái. Size 25 cân đến 35 cân. Em có size quần này không lượng kiểu đấy mọi người. Em còn có mấy cái thôi. Em tặng 50.000 cái cho em. Co giãn 4 chiều nhá. Chất liệu của nó là u mì. Đấy u mì co giãn 4 chiều luôn. Chất rất là dày giống như thế. Các cái quần quần gì nhỉ? Quần gì của các chị nhỉ? Cũng legging cũng giống của các chị ấy, nó dày hơn ấy. Em thấy cái này nó dày hơn chất legging. Cái này chất đẹp lắm mọi người. Cái này chất không bay không xù cho em. Mã số là 22 đúng không? 22 nhá mọi người. Comment cho em là 22. Kèm cân nặng cho em là được không lượng kiểu nha mọi người nhá. 50.000. Bình thường em bán là 9 mấy nghìn, 95.000 đấy. Hôm nay tặng 50.000 cái thôi. 50.000 có túi nhá mọi người nhá. Cái này cũng có túi luôn này, giống hệt quần người lớn luôn ấy. Rồi, mã số là 22. Chấm bài lên cho em với nào các chị ơi. Đấy, đến lúc mày rồi là khách hết rồi là vừa đó. Bán chay chỉ có mấy tiếng được, mấy tiếng, có 2 tiếng chưa? Gần 2 tiếng. Đấy, bán chay chỉ có thế thôi, tầm 2 tiếng rồi. Đâu mệt. Bán chạy như kia là phải tầm 4 tiếng. Bán mệt. 4 tiếng thôi. Ừ, 4 tiếng thì chạy, ví dụ chạy gói 2 gói 3. 2 gói 3 lên là tận 4, phải bán hết tầm 10, ví dụ từ 8 giờ đến 12 giờ hơn mới nghỉ. Đấy, cái đấy là phải vì là khách nó lai dai nhiều lắm. Rồi ok, 22 nhá, 50.000 cái. Không có đồ bé trai. Các chị ơi, cứ lên mã số 22 kèm cân nặng là được. Em còn có vài cái thôi, em tặng 50.000 nha mọi người. Không đẹp không lấy tiền luôn á. Kiểm tra hàng trước khi nhận cho em nhá mọi người nhá. 50.000 một cái cho em. 22 không phải 52. 22 nha chị Văn Huệ, em đọc rõ là 22 mà. Quần chị đang cầm 50.000 một cái, mã số là 22 cho em. Đó, mã số là 22, 50.000 cái nhá. 50.000 cái cho em nha mọi người nhá. 50.000. 22 đúng không? 22. Rồi. Áo phông hả? Từ từ em tặng áo bò này hết đi. Tại vì cái áo bò này em còn cái size nó hơi bé. Thôi tặng hết đi. 10-15 cân à? Rồi. Trời ơi, tặng luôn quần. Quần này này. Quần quần sóc bò này. Quần sóc bò là size còn nhiều không? Không không. Ừ, cái này size khác mà em. À 30-50. Ừ, thế thì ngày mai mày nhập làm sao được? Mấy mã? Hai mã liền. Thế thì thôi, để chị không bán cái này nữa. Rồi cái này lên cho em mã số là áo bò đi. Mã số 23 này. Áo bò size 10-15 cân, 1-3 tuổi thôi mọi người nhá. Cái này mà cái này hiếm lắm mới có còn số 5 ấy. Nhưng mà không còn nhiều đâu. Số 5 thì cũng tầm được 17-18 cân. Nhưng mà nó nhiều là size 15 cân nhá mọi người ơi. Áo bò này em tặng các chị này. 23, mã số 23 tặng 50.000 luôn hết đi này. 50.000 cho em nhé mọi người nhá. Ui chất nó mềm hơn là mềm ấy mọi người. Đây cái này chất nó mềm lắm luôn ấy. Rồi cái này lên mã số là 23, 50.000 một cái áo bò nha mọi người nhá. Cái này vào Tết mà có cái size to để em bán khá là được. Cái này là hàng chật lại cái size nhí. Size nhí thôi tặng luôn. Có loại 46 cân, không có 46 cân chị yêu ạ. Em chỉ còn size tầm 10 cân đến tầm 15 cân. Từ 1-3 tuổi là mang được cho em nhá. 1-3 tuổi mang được cho em này. 50.000 một cái thôi ạ. 50.000 cho em. Chị nào là áo bò thì comment cho em. Áo bò là mã số là 23. Nhớ đi đăng trên 100.000 đồng cho em hai sản phẩm trở lên nha các chị yêu nhá. Rồi áo bò lên cho mã số 23. Đây là mặt sau này. Của nó là in hình này. Hình của nó là in nhiệt nên là nó không bị bong, bị chắc được mọi người nhá. Cái này mọi người có giặt máy giặt thoải mái cho em cũng không bị làm sao hết luôn này. Đó, nó là dạng in nhiệt nha mọi người. Chất nó mềm ơi là mềm luôn ấy. Rồi, cái này lên là mã số 10 à 23 đúng rồi. 23 50.000. 50.000 cái thôi, em còn có mấy cái em tặng nhá. 50.000 cho em. Mã số là 23 này. Đây là số 5. Ô số 3 có như thế này thôi à? Nhỏ lắm. Số 5. Ừ. Đấy 15 cân thôi chị. 15 cân thôi. Cái này tầm 15 cân 3 tuổi thôi mọi người ơi. 15 cân 3 tuổi, 1-3 tuổi là mang được nhá. 1-3 tuổi là mang được thôi. Vì cái này cái số 5 nó còn ít lắm. Cái này còn đúng một cái này. Còn đúng một cái size 15-17 cân đây này. Đó. Còn đâu là tầm 15 cân 3 tuổi thôi nhá mọi người nhá. 15 cân 3 tuổi cho em là chốt được. Là chốt được hết luôn ấy. 50.000 một cái cho em. Áo bò là mã số 23 cho em. Bộ đùi em còn đấy. Rồi 23 nha mọi người nhá. Mã số 23 nha mọi người. 50.000 cái cho em nhá. 10-15 cân cho em. Bây giờ thì đang bán trong size nhí nhiều chứ không lại lại toàn size đại. À đây bộ này còn ít em cũng tặng luôn này. Còn mấy con gấu gì? Gấu gì á?
chị đều á, phải bán LV mà. Rồi cái bộ này còn mấy bộ? Chị nhận được hàng rồi, đồ đẹp lắm nhé. Cảm ơn chị Trần Quỳnh nhá. Em ơi cái này còn có một size 18 20 cân rồi đúng không? Áo đẹp lắm. Cảm ơn chị Lê Lê này. Bán, rồi. Bán chung một cái bộ chi mà. À, ồ, lúc này cái này chị đã lên đâu em? Size M không? 18 20 cân. Rồi mã số 24 nhá, em tặng bộ này này. Size là từ 18 đến 20 cân à? 18 đến 20 cân em tặng 50.000 một bộ cho hết. Cái này quần váy nhá mọi người nhá. Mã số cho em là 24 đi, 50.000 một bộ luôn nhá. Cái này 50.000 hàng lẻ size lên không chượ, không lựa màu đâu nhá. Không lựa màu, đây là dáng của nó nguyên chưa sơ vi này. Đó. Đây là dáng nguyên hàng thêu này. Đó cái này hàng thêu mà vẫn tặng 50.000 thì em còn có mấy bộ thôi mọi người ạ. Mã số 24 này. Lên cho em con này là 24 này, quần váy nhá. Nó là dạng quần làm như váy luôn. Đó. Dáng của nó, quần váy của nó dài nên là không bị hở đâu mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em là 24 à, 50.000 bộ thôi. 50.000 nha mọi người, thanh lý luôn. 24 kèm cân nặng là 18 đến 20 cân và tầm 5 tuổi. 4 đến 5 tuổi mang được nhá. 4 đến 5 tuổi mang được, mã số 24 nhá mọi người nhá. Không lựa màu đâu, toàn bộ những cái màu ở đây đều có hết. Em còn tầm 10 bộ thôi, em tặng 50.000 một bộ. Em lỗ vốn là cái bộ này tầm 40.000 đây này. Đó, cái hàng cốt tông này em cốt tông tàu nên là nó rất là đắt. Mà năm nay công của đắt ơi là đắt đấy. Rồi cái này lên cho em mã số tiếp theo này. Cái bộ này cũng hết rồi đúng không? Đây tặng luôn cho hết đi nè. Cái bộ này cũng còn có mấy bộ thôi, 15 cân 3 tuổi này. Đúng rồi, cứ chốt 24 kèm cân nặng là được nha mọi người nha. Áo bỏ con trai không có đồ bé trai chị ơi. Rồi cái này lên cho em mã số là 25 mà. Mã số 25 này. Rồi con này lên cho em mã số 25 cho em này. Size 15 cân 3 tuổi thôi. 15 cân 3 tuổi cho em nhá. Em tặng bộ này cho các chị 40.000 một bộ luôn nhá mọi người. Cái này là quần legging á. Cái này là dạng quần ôm này, dáng giống hệt của người lớn luôn mà nó co giãn 4 chiều này. Đó cái này quần rất đẹp lắm nhưng thôi em tặng 40.000 bộ vì còn size bé nhá. Chị nhận được hai bộ này này rồi đẹp lắm. Mối chỗ tội ngày trước mua bị đắt. Ngày trước đang mua những 90.000 100.000 đúng không? Bây giờ bán 50.000 thì rõ ràng rồi. Ok. Cái này lên 25, 25 mà em. Bao nhiêu 40.000 bộ à? Còn có mấy bộ thôi mọi người, em còn có 5-6 bộ thôi, 40.000 một bộ thôi nhá mọi người nhá. Mấy cái hàng lẻ size này em vẫn tặng cho nó hết đi, hết cái lẻ lẻ đi. 40.000 này, đó. Và nó chia thì sang đây mà lấy này, đang còn mấy cái ở bên đây nhá. Đây này, mấy công chúa bên đây đang còn này. Đây còn một cái này. Cho hết đi, không có lẻ size lắm thôi. Rồi lên cho em bộ số này. Bộ số này, size to này, đây lên cho các chị một bộ số size to này. Đây nhá, bộ số này. Mã số này lên cho em là váy kẻ phía sau bao ký em. Váy ra búc đi á chị. Búc đi hả? Búc đi em chưa lên, đợi em xíu nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 26. Còn size gì? 40 cân nhưng mà không lựa màu đúng không? Có lựa màu không? Rồi lên cho em mã số là 26 cho em con này, size 20 cân đến 35 cân cho em này. Từ 20 cân đến 35 cân này, rút dây này, phải rút thắt lại cho nó tử tế phát để rồi lên này. Tuột. Rồi bây giờ lên size to cho các chị đây này. Còn có 2XL mà. 20 cân đến 35 cân này. Rồi cái này là dáng sớ nhưng mà quần ngố nha mọi người nhá. Đây nó là dáng sớ. Sớ ngố mặc đến đầu gối thôi. Mã số cho em là 26. 26 từ 20 cân đến 35 cân em tặng 79.000 bộ luôn nhá. 79.000 thế cái này em còn cũng một ít thôi nhưng mà không lựa màu đâu mọi người. Cái này em cũng hết rồi. 79.000 size đến 35 cân, mã số cho em là 26 đi. 25 em còn có mấy bộ thôi mọi người, em sợ không còn nên mọi người ngừng chốt mã số 25 nhá. Ngừng chốt mã số 25 mọi người chia sẻ like cho em nào, tương tác thả tim thả like, chia sẻ like giúp em với nào. Chia sẻ like giúp em nào. Mã số cho em là 26 nhá mọi người, 26 này, 79.000 một bộ. Em thề các chị bộ này em mà lời 1.000 á, làm con các chị luôn. Cái này em tặng luôn tại vì nó cũng lẽ sai rồi. Thêu toàn bộ luôn này. Đó, cái này nhà em là chất cốt tông tàu cho em toàn bộ là thêu này, thêu quần nữa này. Nó là dáng quần sớ nhưng mà dáng ngố thôi nhá mọi người nhá. Dáng mặc qua đầu gối một xíu thôi, hoặc là tớ chị bé nào mà cao cao thì chỉ mặc đến đầu gối thôi. Quần sớ ngố nên mặc nó rất là gọn chứ không phải là dạng sớ dài đâu nhá. Rồi áo crop top nó hơi crop top cho em nhá. Rồi cái này lên là 26 này. Mã số 26 79.000 một bộ cho em nhá. 20 cân đến 35 cân này, từ 4 tuổi trở lên ấy, 4 5 tuổi trở lên mới mang được. Cái này phải 4 tuổi trở lên nhá. Đến 35 cân thì 10 tuổi mang vừa. 26 á. 26 á.
chọn mã số 26 nha mọi người nhé. Comment cho đúng mã số cho em. Mã số này là 26 này. 79.000 một bộ cho em nhé. 79.000 đi. 79.000 một bộ thôi à. Cốc tông tàu cho em, co giãn 4 chiều cho em mà rất là mát luôn. 26, 79.000 cho em nha. 79.000 giúp em. Mấy cái bộ này em phải bán lỗ vốn đấy mọi người, vì nó lẽ sai lắm. Nó lẽ sai hết rồi ấy. Rồi mã số là 26 đi. Đúng rồi, chốt 26 có áo khoác bé. Không còn áo khoác đâu chị ạ. Cái hôm là về áo chống nắng thôi. Rồi 26 nhá mọi người nhá. Không lựa màu, 26 này. 79.000 một bộ cho em, chốt cho em là 26 nhá. 79.000 cho em. Chị nào hôm trước mà mua rồi là phải nhớ hàng của mình đặt nha mọi người nhá. Vì em thấy khá là nhiều khách quen vào đây, vì chủ yếu là khách quen mà. 26, 79.000 bộ thôi. Bộ thêu đàng hoàng đấy nhá. Cái này nhà các chị giặt thoải mái. Bình thường cái hàng ví dụ như hàng in ấy thì nó sẽ nhanh hỏng hơn. Bộ ngố 40.000 à, bộ ngố em hết rồi chị Sen Huynh ạ. Em hết rồi nhá. 13 cân cũng vừa nhưng mà em hết nó rồi. Thôi hẹn các chị đợt sau đi. Rồi tí lại sẽ đạn tặng cho các chị một bộ còn rẻ hơn. Rồi ok, chị nào lấy 26 thì comment cứ comment 26 là được. Ok, 26 nha. 79.000 một bộ đúng không? 79.000 size đến 35 cân liền. Size đến 35 cân liền mọi người ạ. Quần số này. Đây, nhìn cái màu vàng để nhìn thấy dáng hơn này. Đó, nó là cái màu vàng này, nó rõ dáng hơn này. Đây, dáng quần đây nhá mọi người nhá. Dáng quần đây, 79.000 một bộ thôi. 79.000 cho em nha mọi người. Đấy. À, rất là rẻ luôn á. Rồi 79.000 cho em nhá. Năm nay vải ở bên Trung Quốc về nó đắt lắm các chị ạ. Làm công lên cũng đắt, mà bây giờ thợ người ta đang đi cấy. Đang đi cấy á, không có thợ làm hàng luôn. Lên lại cái này cho nó hết hẳn đi em. Cái này là của mấy đó? Đấy, cái này lúc nãy 59.003 đó. 02 03. 02 59.000 đúng không? Rồi, cái này lên. Ê, 03 02, 03 cùng chút kèm bơm. Chị bán thì thuộc cái mã không đồng ấy. Nên là à, lệch sai. Rồi ok, cái này lên cho em là 02 này. Mã số 02 này không biết bây giờ có sai gì nhỉ. Nó gọi nó xem nào. Chị sợ không còn. Nhiều lắm. Nhiều lắm à. Có về có gần 200 cái mới có còn không. Rồi cái này lên cho em mã số 02 đi. Từ 25 cân đến 35 cân cho em mã số 02. 59.000 cho em váy bèo này. Đó, váy bèo này. Váy bèo cho em mã số lên là 02 nhé mọi người nhé. Váy cổ ren bèo cho em 02 này. 59.000 cái cho em nhé. 59.000 cho em 02. Form size là từ 25 cân trở lên mới mang được. 25 cân 6 tuổi trở lên á. 25 cân 6 tuổi trở lên đến tầm đến 40 cân, 25 cân đến 40 cân. 59.000 cái váy hoa nhé mọi người, hoa nhí nhá. Chất liệu của nó là chất lụa hàn rất là mềm và không bị nhăn. Cái này thấm hút mồ hôi cực kỳ nhiều luôn. Nó là dạng cái này là dạng lụa tơ ấy, nó mềm lắm. Cái này mặc nó rất là mướt luôn. Rất là mướt, các chị phải tưởng tượng nó giống như cái chất áo tơ của các chị, nó rất là mềm. 02 nhá. Comment cho em là 02 này. Phần sau có dây thắt eo cho em 59.000 một cái cho em nhá. Đó, cổ bèo cho em rất là xinh, tay hến nhá mọi người nhá. Cái dòng này là tay hến này. Đó, mã số 02, 59.000. À, 20 cân đến 40 cân cho em nha mọi người. 02 kèm cân nặng ạ. 02 kèm cân nặng, không lựa màu đâu. 59.000 thôi mọi người nha. 59.000 cổ bèo cho em này. Đó, chị nào lúc nãy chưa đặt được thì lên cho em con này là 02. 59.000. 59.000 cho em nhá. Con anh đi chia, con anh về đó. 02 cho em. À đây, đang chia hàng. Rồi mã số là 02, 59.000 đồng cho em là được nha mọi người nhá. 02, 59.000 giúp em. 59.000 thôi ạ. Đúng rồi, 20 cân đến 40 cân em có sai. Nó là dạng cổ bèo ấy mọi người, cổ ren đắp bèo này. Rất là xinh luôn. Cổ ren đắp bèo 59.000 một cái thôi nha. Đó, có 3 màu này thôi nhưng mà không lựa màu đâu nhá. 3 màu không lựa màu, quên cái màu này nữa. Màu hoa xanh này. Đó, rồi chị nào lấy thì comment là 02, 59.000 cho em nhá. 20 cân đến 40 cân nhá. À, cái này 22 cân mang vừa mà, từ 20 cân trở lên mà. 20 cân đến 40 cân cho em này. 59.000 mã số là 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại nhá, không lựa màu đâu ạ. 59.000 cho em đầm cổ vuông thêu. À, cổ vuông thêu thì em sợ không còn 35 cân. Đây em lên luôn cho này. 02 các chị nhá, 59.000 cho em. Rồi tiếp lên cho em mã số là đây, cái này là mã lộc nhá mọi người. Em lên cái này cho các chị bé, em thích cái này lắm mọi người. Cái này lên lần thứ 3 rồi đấy, chị nào có rồi thì thôi không đặt nữa nhá. Cái này là mã số là lộc 06 này. Lộc 06 cho em này.
Đó, cái này đây là lộc 06 này, 15 cân đến 35 cân mà có 89.000 đồng thôi. 89.000 cho em mã lộc 06 cho em. Mã số là lộc 06 nha mọi người nhá. Lộc 06 89.000. 89.000 cho em mã số là lộc 06 cho em. 15 cân đến 35 cân em có sai nhá. 15 cân đến 35 cân cho em màu trắng và màu đỏ này. 15 cân đến 35 cân cho em mã số là lộc 06. 02 không lựa màu đâu Hoàng Yến nhá. 02 không lựa màu đâu chị Kim Sương Pha Lê nhá. Các chị đồng ý thì đi đơn. Không có đến lúc mà mất công gửi đến ấy, các chị lại bảo gửi không đúng màu, không nhận hàng là em sẽ không ship nữa đâu nhá, chị Diễm Hòa này nhá. Những cái chị nào mà lựa màu là em sẽ không lên đơn, tại vì là em đã nói là không lựa màu. Nên mọi người lưu ý giúp em nhé mọi người, khi nhận hàng là màu ngẫu nhiên đấy, còn những cái màu em lên đấy là có tất cả các cái gam màu đấy luôn. Nên mọi người ơi vui lòng là không lựa màu cho em nhá. Chị Cẩm Tiên lên số điện thoại ạ. Chị Cẩm Diễm Tiên Hòa lên số điện thoại. Cẩm Tiên em thấy chị lên số điện thoại đi Diễm Hòa, nếu đồng ý đi đơn thì lên số điện thoại này, không lựa màu đồng ý thì lên số điện thoại cho em. Rồi đây là mã số lộc 06 này. 06 này, không phải nếu như đặt rồi thì không phải lên lại đâu, chất số mềm cho em. Đặt rồi thì không cần comment lại đâu nhá. 06 là bao nhiêu? 89.000 nhá. 89.000 cho em mã này. Đấy, váy bèo cánh tiên ạ. Ở sau có phối khóa chìm nha mọi người nhá. Cái này phần sau là phối khóa chìm đấy. Mặc nó không bị lộ. Cẩm Tiên lên số điện thoại đi nào, lên mã hàng đầu tiên phải lên số điện thoại rồi mới có đơn nhá chị ơi. Rồi 06 nhá. Rồi cái bài này lên cho em này. Cái nơ nơ này còn sai gì em? À đây, em bảo lên cái này cho mọi người cho nó hết đi. Đây này, cái này lên này. Cái này lên cho em mã số là mã số tiếp đi. Mã số 20. Thấy chị Cẩm Tiên, Cẩm Tiên lên số điện thoại đi. Em mới thấy chị, em mới đọc chị lên số điện thoại chứ. Bao nhiêu em? Rồi. Rồi cái này lên cho em mã số 27 này, sai từ 17 cân đến 30 cân cho em này. Chất thô, cái này là thô nến nha mọi người. Cái này là chất thô nến cho em thêu này. Cái này là toàn bộ cái phần cổ trắng này là thêu hết cho em nhé mọi người. Cổ trắng phần trước này, cổ trắng phần sau này. Đó, thêu cho em. Rồi cái này lên cho em mã số này là mã số 27 cho em nhé. Tặng 69.000 cái nha. 69.000 cho em hàng thêu này. Đó, dáng này là dáng A. Nhưng mà cái phần trên của em nó vẫn chít eo nha mọi người nhé. Cái này phần trên của em này vẫn có chít eo cho em này. Đó, cái này vẫn có chít eo ở đây. Dáng A cho em rất là thoải mái, thì dành cho những cái bé mà bụng to ấy, mặc rất là thoải mái. Và cái chất nào của nó cũng là chất thô mềm, nên là mặc cũng thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn cho em nhé mọi người nhé. Đó, nó thấm hút mồ hôi cực kỳ và rất là mềm. Em có 3 gam màu, cái này được lựa màu 69.000 một cái, mã số là 27. Hôm nay em hết rồi, cái này không, thực ra là không được lựa màu đâu ấy. Nhưng mà thôi, vẫn cho các chị lựa màu 69.000 vì cái này cũng hết rồi. 69.000 một cái thôi nhá, màu hồng, màu vàng và màu xanh. Màu hồng, màu vàng, màu xanh, mã số cho em là 27 cho em. Sao không chốt đơn cho mình Phạm Thúy Vân? Ôi có. Chị đặt ở trên này. Chị Thúy Vân có mã số 02 rồi tình yêu ơi. Tại vì em cứ quen là không đọc các cái comment ấy mọi người. Tại vì khi đầu like nó rất là nhiều nên em cũng không đọc từ đầu like. Nên là mọi người cứ nghĩ là không có đơn, nhưng mà có đơn rồi chị Thúy Vân nhá. Có đơn rồi. Cẩm Tiên rồi, có rồi, 02 rồi. Ok này. Rồi, đập bút đi, ok. Rồi, cái này lên là mã số 27 nhá. 69.000 một cái, chất thô mềm cho em này. Phần sau cũng phối khóa cho em nhé mọi người. Đấy, cổ vuông này. Sai từ 17 cân đến 30 cân, 4 tuổi trở lên là mang được rồi nhé mọi người. Cái này dáng suông này, 4 tuổi mang được cho em. Mình đặt 02, 2 bộ chốt dồn. Chốt dồn đơn à? Ok, chị Đường Trần này. Có rồi, ok nhá. Rồi Đường Trần có rồi. Rồi ok, cái này là 27 nhá mọi người. Mã số này là 27 cho em, dáng A. 69.000 cho em nhá mọi người nhá. 69.000 cho em này. Sọc đây à. Có 2 3 loại sọc liền. Mã số 28 này, cái sọc này rất là đẹp này. Mã số, cái này có size gì đây? Ốc. Đến 30 cân được, con số 11 mà. Đúng không đó? Được. Rồi, cái này lên cho em mã số là 28 này. À, Bucuri cao cấp nha mọi người nhá. Cái này là hàng, cái này hàng Quảng Châu đấy mọi người. Cái này là dòng hàng Quảng Châu này, nhưng mà thôi em vẫn tặng luôn này. Size từ 15 cân đến 30 cân cho em này. Chất của nó là chất thô mềm luôn nha mọi người nhá. Size 15 cân đến 30 cân, 15 cân 4 tuổi trở lên đến 30 cân tầm 8 tuổi cho em. Mã số cho em là 28 ạ. Bucuri nha, hàng 300 mà bây giờ em tặng 109.000. Đấy, cái này là hàng tàu nha mọi người nhá. 109.000 cho em váy này thôi. Em còn vài cái. Cái này chắc phải còn tầm 20 cái đấy. Đầm caro vàng treo 22 kg. Caro vàng á, caro vàng cái tay bồng ấy hả? Có 22 cân ấy.
Áo phông cho bé 30 cân rồi. Ok, đợi em xíu này. Hôm nay chưa lên áo phông nhỉ? Lấy cho chị luôn Cấm Tiên cái mã số caro. Đấy là mã số 18 đúng không? 18. Cái caro đấy là 18 nhá. Chị comment là 18 cho em với. Rồi, cái này là mã số 28 này. Cái này là mã số 28, 109.000 bookly cho em nhé. Bên dưới có phối chân, cái này là có phối nẹp trắng rất là đẹp luôn mọi người. Phần trước có cúc thì là mặc luôn ở phần trước cho em cúc thật nhá. Cái này là cúc thật chứ không phải gắn keo đâu nhá. Cúc thật mở phần trước mặc luôn, phần sau không có khóa nữa. Tại vì là ở phần trước là đã có cúc rồi, nhớ chưa? Rồi cái này lên cho em mã số là 28 cho em này. 28 đúng không? Mã số 28 cho em với giá là 109.000 một cái cho em. Cái size to đến 15 cân đến 35 cân bình thường. Cái này hàng tàu mua ngoài phải tầm 250 một cái. 250 một cái không có giá 109.000 luôn ấy. Hàng lẻ size nên tặng luôn nhá. 109.000 một cái cho em. Mã số là 28 đi. 28 cho em là được nha mọi người nhá. 28 cho em nha. 28. Rồi chị nào lấy 28 thì comment là 28 cho em này. Cái phông này là mã số 18 nha chị nhá. Cái này là 18, chị comment cho em là 18 nha mọi người nhá. Cái váy này ở ngoài là nó sẽ trầm màu hơn, ở trên live vì em có đèn nó sẽ sáng ấy, nên là em bán cái váy này màu rất là đẹp, nhưng mà trên live nó bị sáng lắm mọi người ạ. Em thấy nó sáng ơi là sáng ấy. Rồi cái này lên cho em mã số là 18 đúng không? 99.000, 17 cân đến 37 cân em có size nhá. 99.000 đồng cho em mã số lên là 18 nhá. Cái này là 18 ạ. Đúng rồi, Cấm Tiên comment là 18 màu vàng đẹp lắm luôn ấy. Cái màu vàng màu tím là màu mới, mới luôn, ở bên Trung Quốc mới gửi về nên em thấy đẹp quá em lấy luôn ấy. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment là 18 cho em nhá. Cái váy này là mã số 18 cho em. Bên ngoài đẹp ơi là đẹp, nhưng mà không hiểu sao lên line nó sáng ơi là sáng ấy. Màu càng sáng lên line nó không được bắt màu ấy, nó bị sáng á. Đã hết pin rồi, em này còn 10 ở đây. Đã hết cả pin ạ. Không sạc pin trước. Rồi áo phông lên cho các chị này, cho chị đặt cho xong đi, không có là hai mặt đâu rồi? Có không, hai mặt là còn màu, màu gì? Màu nâu, màu nâu, màu xám. Lại được chọn màu gì? Hai cái này được chọn màu. Rồi lên cho em cái áo phông hai mặt này. Đây cái áo phông này hai mặt này rất là hai mặt in đấy mọi người nhá. Cái này lên cho em mã số là 29 à. Mã số 29 này. 29 cho em nhé mọi người nhé. Em toàn bộ của nó, cái này là cotton tàu nhé mọi người, hàng tàu ấy. Áo phông nhà em toàn bộ là hàng tàu hết ấy. Đây này, cái chất nó đẹp lắm. Và hình in của em là hình nhiệt, nó không bị bong, không bị chóc cho em. Và các chị phơi nắng thoải mái cho em nhé mọi người nhé. Em cam kết với các chị là cái hình này nó không bong và không chóc được nha mọi người. Mã số cho em là 29 à. Size gì? 20 cân đến 40 cân cho em nhé mọi người nhé. Size 20 cân đến 40-45 cân em cũng có size, 45 cân thì còn ít hơn. Em tặng áo đây cho các chị là 79.000 một cái nha mọi người nhé. Có đủ size từ 20 cân đến 40 cân em có size nha. 20 cân đến 40 cân em có size. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 29 nha mọi người nhé. Cái này có 30 cân nha chị Anh Nguyễn này. Ờ cái này nhà em bán chạy lắm, vì cái này mới về hôm trước mấy trăm hàng mà bán gần hết rồi ấy. 79.000 một cái cho em nhé. 79.000. Đây mặt sau cũng có hình luôn, áo phông hai mặt cho em này, có màu trắng, màu xanh, màu nâu, màu đỏ cho em này. 20 cân đến 40 cân em có size nha. 20 cân đến 40 cân em có size nha, các chị nghe rõ cân nặng cho em. Đúng rồi, 79.000 một cái cho em, cotton tàu cho em nhé mọi người nhá. Co giãn 4 chiều này. Ở cái này co giãn rất là nhiều luôn. Cam kết là cái hình này nó không bị bong đùa. Cái này các chị cứ phơi thoải mái cho em nhé mọi người nhé. Cái này này, đó các chị nhìn này. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng là biết. Vì cái này nhà em là nó cái xưởng bên Trung Quốc là nó in là nó làm hẳn luôn vào cái chất vải này này. Đó, nó không bao giờ bị bong được, kể cả cái chữ này cũng thế này. Cái hàng tàu nó làm rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment mã số là 20 mấy nhá. 29 nhá. 29 cho em là được. Gần cuối live sẽ lên nhanh hơn nhé mọi người nhá. Nhanh hơn. Đấy, một phông nào, còn cái gì em tặng cho các chị cái nào lẽ sai. Đây cái này tặng này thì cái này cũng hết rồi này. Mã số cái nào tặng. Mã số lên là 30 này. Mã số cái đấy chưa bán đâu, chưa bán. Cái này chưa bán đâu, bán thì nhớ. Cái này chưa bán mới treo thôi. Rồi cái này lên cho em mã số là 30 này. Hả? Cái size to này hả? Ừ, size to này 28 cân, 28 cân. Rồi mã số tiếp theo cho em. Chưa xong nhỉ? Chưa xong rồi sao? Hả? Em về á? Mấy giờ rồi? Ờ, thôi về đi. Rồi cái này lên cho em mã số là 20 à 30 à.
Mã số là 30 này. Ừ, các chị comment đúng mã số đi, chị Nam fan ơi, comment đúng mã số cho em nhá. Rồi cái này lên mã số 30 này, nơ, váy nơ cho em, chất liệu của nó là cũng là thô boy này. Thô boy cho em nơ cố định nha mọi người nhá. Cái phần nơ này nhà em là cố định này. Đó. Phần nơ cố định cho em. Form size cho bé là từ 15 cân đến tầm 27 cân. Em có size mã số 30 nhá mọi người nhá. 30 70.000 cái đi. 75.000 cái chứ quên, 75.000 không có lỗ chết. Đổ vốn chết thôi. Nam fan lên số điện thoại cho em. Chị Nam Phạm lên số điện thoại. Ok, rồi cái này lên cho em mã số là 30 nhá, 75.000. 75.000 size từ 15 cân đến 25-27 cân đấy mọi người. Cái này phải tầm 8 tuổi mang vừa nha mọi người nhá. 8 tuổi mang vừa cho em. 8 tuổi mang vừa cho em màu hồng với lại màu xanh này. Hoa hồng với hoa xanh đây, hoa nhí nha mọi người nhá. Cái này là form hoa nhí này, các chị nhìn gần mới thấy màu nó đẹp ấy. Rồi, cái này lên mã số là 30 ạ, 75.000 một cái nhá các chị nhá. 75.000 tay bồng. Tay bầu cho em nhá mọi người, bo cái này có bo chun nên nó cũng co giãn, mặc rất là thoải mái cho em nhá mọi người nhá. Đó, cái này mặc thoải mái cho tay bé, những cái bé mà tay bắt to ấy, bắt to thì mặc rất là thoải mái luôn. Mã số lên là 30 này, 30 nha mọi người nhá. 30, 75.000 một cái nhá mọi người nhá. Hàng lẻ sai bên kia mang hết sang đây cho em. Có còn hàng lẻ sai không? Rồi ok nhá. Rồi chị nào lấy 30 thì comment 30 nhá. 30. Em còn ít hàng lẻ sai để em thanh lý luôn đi, để em nghĩ ngay này. Đây, cái này là áo phông này, áo phông ăn hàng ngày kia này. Cùng khác ăn xong đây nghĩ này. Không còn đây luôn. Cái này là gì đây? Ăn cho hết rồi. Có vẻ là buồn tóc. Dơ dơ đúng không? Đây em bán quần, là mấy cái quần lẻ sai đi nhá. Ừ, còn có 1-2 cái thôi mọi người. Cái này size 15 cân này, mã số 31 này, 31 cho em 15 cân này, tặng này 40.000 cái quần này nhá mọi người nhá. Còn 2 cái thôi, 15 cân 4 tuổi đấy mọi người nhá. 15 cân 4 tuổi co giãn 4 chiều này, 40.000 cái nhá. Đây, nhập 100.000 bán 40.000. Còn 40.000 cái 15 cân 2 cái thôi. Còn 2 cái tặng 40.000 cái này. Đó. 15 cân 4 tuổi đấy mọi người, cái này xinh quá nhỉ. Đây 40.000 cho em 15 cân 4 tuổi cho em mã số lên là 31 nha mọi người. Bữa mua quần bò đẹp quá, giờ mua thêm mà đúng là quần bò nhà em thì đỉnh luôn các chị ạ. Các chị mà không mua được ở đâu thì chỉ có mua nhà em quần bò thôi, toàn hàng Quảng Châu mà em bán mấy chục nghìn cái. Mấy chục nghìn cái luôn. Cái này em nhập vào là 95.000 đây này, bán 40.000 cái này. Thế với các chị cái quần này nhập 95.000 bán 40.000. Mã số là 31 nha mọi người, 15 cân nhá, 15 16 cân đấy. 15 16 cân 4 tuổi cho em là mang vừa cho em nhá, lên cân nặng đi mọi người ơi. 40.000 nha mọi người nhá. Mấy kia lại chị lấy 75.000. Ôi, cái này bị. Ui, cái này vừa quệt đất hay sao ấy mà bị mất một vết này. Cái này giặt là ra thôi mọi người ạ. Đây nhá, có một cái bị quệt đất này một xíu thôi này, giặt là ra ấy mà nhá. 40.000 có một tí thôi mà cái quần nó đẹp ơi là đẹp đấy. 40.000. 40.000 nha, để dành cho con một cái mà đến giờ còn chưa mặc vừa. Đây có 2 cái thôi. Đây, em đang lên hàng lại sai đấy mọi người, lên cân nặng đi mọi người ạ. Lên cân nặng cho em đi. Nha. Rồi nó có một cái quần suông dài. Đây có một cái quần suông, à không, quần này là quần loe size to, cái này phải 40 cân mọi người. 20 mấy em? 31 à? Cái hàng đi Bình Dương lần trước mua 4 cái quần đùi không thấy giao á. Chị Nam Phạm á, ở trong Tết á chị hay là ở ngoài năm? Nếu như trong Tết thì chắc là cái đơn đấy là nó không đến được đấy chị. Rồi cái này 40 cân đấy chị, phải 40 cân này, cái này mã số 31 à? 31 quần le 40 cân tiếp. Cái này có 40 cân cho em, mã số lên là 31 tiếp đi mọi người. Cái này có 40 cân. Cái này 40 cân nhưng mà thôi 40 cân thôi thì co giãn 4 chiều nên các chị cho bé mắc rộng rộng xíu. 40 cân cho em, 40 42 cân cho em. Cái này bao nhiêu tiền nhỉ? 40 với nó bao nhiêu? 40.000 đúng rồi. 40.000 cái, trời ơi còn đúng một cái size 40 42 cân nhá mọi người nhá. 40 42 cân cho em này. Ui em mặc vừa bố rồi. Tầm mét tư nhá mọi người, tầm mét tư cho em nhá. Le mét tư này. Đó. Ôi trời ơi, em còn không lấy được quần bò dài để bán đấy mọi người. Mấy cái quần này trong năm bán được lắm mà bây giờ còn không lấy được á. Đây bộ này, đây quần suông này, đang còn quần suông này. Ui nè. Ừ, về đi.
tôi quần ngố à. Ê, cái này quần ngố bên kia còn không nhỉ? Nào. Ui, em đang còn cái quần đây đó. Quần đấy. Quần của em 15 cân đó. Em 15 cân đó, để mỗi thứ một nơi một cái. Tôi quần ngố này còn một cái thôi nhá. Cái này tầm khoảng 25 cân cho em này. Cái này có giảm 4 chiều mọi người, 25 cân nhá mọi người nhá. Mã số 42 à? 32. Mà 32 nhỉ, 40.000 luôn cái này. 32 nhá mọi người, 22 đến 25 cân cho em này. Đấy, tầm 20 đến 25 cân cho em mã số 32 này. 32 40.000 cái nhá mọi người, quần ngố này 40.000 này. Đó, 32 40.000 một cái này. Mã số lên này. Ừ, cái này quần chất đẹp lắm mọi người, to giãn 4 chiều lắm mọi người nha, 40.000 cái thì có một cái thôi. Ôi, ốc ơi, lại một cái quần le 40 cân tiếp này. Đó, không phải yêu cho em thay gì đã. Ừ, thay 30 đó. Ôi, cái này có 5 cân. Cái này to hơn cái kia. Cái này chốt trên máy. Có mã hàng xong rồi sang kho nhặt thôi. Sang kho nhặt mã hàng bỏ vào giấy thôi là được. Không gọi điện cho đơn. Ừ, gọi điện cho đơn khâu đấy lâu nhất. Khâu chia hàng, không, gọi điện cho đơn khâu đấy là khâu. Không, 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 cái này lên cho em 25 em thôi, nó 2.000 hay là mấy. Rồi 25 cân nhá mọi người, 25 cân cho em cái quần này cũng dạng ngố nhá mọi người nhá. Cái này dạng 90 phân á. Rồi 40.000 cái luôn này. Có rẻ. Sơ vừa thấy em không thấy chị Thúy Ngọc. Ui mọi người ơi, cái này mỗi thứ em có một cái thôi mọi người ạ. Có một cái thì đúng mọi người là em không có nhiều đâu. Khi nào về quần ngố nữa không về nữa mọi người ạ. Cái này là các cái mẫu này là em tặng là đã rất mẫu rồi ấy. Cái này trong năm em bán khá nhiều rồi ấy. Bây giờ ra năm em lấy thêm không được mà xuống người ta không nhận làm đấy. Sở bếp chung người ta không nhận làm nữa. Thì là phải đến đợt học sinh mới làm ấy. Quần bò này người ta năm lấy khó ơi là khó luôn á. 40.000 mã số bao nhiêu nhỉ? 32 nha. Ừ, bán hàng xảo hơn chắc là 40.000 chọn nhiều thế. Quần yếm này. Yếm này vài cái yếm. Ừ. Yếm này có 23 này. 27 này. Này em mà nhập có 20-30 nghìn em bán tặng cho chị hết 50.000 luôn. Ngày nghìn đơn. Chạy mét chạy chết hả? Ui bán ngại bán mét á. Được chốt mà anh được đâu. 4 năm nay là mét với lại chuyện. Mà anh bán cái gì nhỉ? Thực phẩm. À thế mà bán 4 năm nữa. Khỏi thế nhỉ? Thế nhiều chốt mét. Thực phẩm bán live. Thực phẩm bán live được, bán live stream luôn. Trời đất ơi. Đang học, đang đi học đây, đang đi học. Ok, cái này lên cho em 15 cân, em còn mấy cái em tặng 20.000 luôn này. Cái này lên là yếm nhá mọi người nhá, yếm bò này. Yếm váy ấy mọi người. Có một cái này size 25 cân này, còn đâu là size 17 cân nhá. Còn đâu là size 17 cân yếm váy này. Cái này các chị kết hợp với lại áo phông cho em nhá mọi người nhá. 20.000 cái mã số lên máy 33. Ui Cẩm Tiên comment size mã hàng rồi nhá. Chua lên 33 đã comment 33 rồi. 33 này em sẽ đọc mã hàng ngẫu nhiên đấy. Nếu như mà hàng lẻ sai này em sẽ đọc ngẫu nhiên nhé mọi người nhá. Mã số 33 này. Chứ bây giờ 22 anh chị đi về đâu? Về Sầm Sơn. Úi, về đêm thì ăn mấy sầu rồi mà về. Ở đây có nhà nghỉ này. Không, mình thuê ở ấy rồi, FLC rồi. Là. Kệ anh. Đấy thì muộn quá thì ở đây. Không. Ở đây 11, 12 giờ đi chơi mà. Ở đây 10 giờ là đấy ra đường không còn ai nữa luôn á. Chúng mình làm đêm. Có đây này, em 25 cân này. Xem được hết một buổi live. Đấy sắp hết rồi đây này. Còn trăm người nữa thì lai dai 30 phút được thôi. Công nghệ là giữ laptop. Lúc bán rẻ thì giữ. Bán rẻ. Bán rẻ ơi là rẻ. Cái gì cho. Cái gì cho đâu mà. Đây nè áo, áo sơ mi này. À đây đây em tặng cái bộ này cho các chị này. Cái bộ này em còn ít thôi nha mọi người nhá. Cái bộ này em còn rất là ít này. À, không, 20.000. Ê cái này là bao nhiêu em? 34 à? Đẹp quá. Rồi cái này lên cho mã số 34 này, 20.000 size 20 cân cho em nhé mọi người nhé. Mã số 34 này, 34 nhá, 20.000. Còn ít thôi, các cái này em còn rất là ít ý. Mọi người phải lên cân nặng cho em nhé mọi người ơi. Mọi người đặt dư dư ra một xíu. Ví dụ như mấy cái mã hàng này toàn hàng lẻ size ấy,
đặt 5-7 mã đi, ví dụ như may mắn thì được 2 mã cho hàng chẳng hạn, thì các chị được gọi chốt đơn. Chứ mà các chị đặt đúng 2 cái nhá, ngày mai em sợ các chị không có cái nào luôn đấy. Đặt dư dư mã hàng ra cho em nhá mọi người nhá. Để ngày mai may mắn thì còn được gọi cái này 20.000 cho em này. Bộ này 20.000 nha mọi người nhá. 34 à? 20 cân nhưng mà 4 tuổi thôi. 20 cân 4 tuổi cho em bộ cốt tông nhà em đấy nhá. Bộ cốt tông này. Đó, cái này chất cốt tông co giãn 4 chiều, trai gái đều mặc được đấy mọi người. Trai gái đều mặc được cho em nhá. Mã số là 34 đúng không em? 20.000 một bộ. Đây. Vàng với lại hồng 30.000 một bộ. Nha mọi người, áp dụng chia sẻ like cho em đi. Mà cứ chia sẻ like là khéo lại like đến 12 giờ mất á. 20.000 rẻ nhờ. Đầm xanh sau lưng ok nha. Đầm xanh sau lưng đấy, hôm nay cũng bán rất là rẻ này. 20.000 là số 34, size 20 cân nhé mọi người nhé. 20 cân nhưng mà nhớ là tầm 4 tuổi thôi nhá. 2 đến 4 tuổi mang được. Yếm mà yếm hết mất rồi chị. Yếm cho hết cho em. Yếm được 3 cái rồi. Rồi hết yếm rồi, em hết yếm rồi. 20.000, 34 20.000 cho em nhé. Không mua cái gì rồi, cái này lên cho em mã số 35 này, mã số 3 à, không ạ, cái này là mã số 07 đúng không nhỉ? Rồi cái này lên là 07 cho em nhá. Vẫy tay bồng cho em này, lấy tiền 07 đúng không? Ừ. 109 đi, đúng rồi. Rồi cái này lên cho em 07 này, size 17 cân đến 37 cân, cái này có size to đấy. Mã số này lên cho em là 07 nhá. 109.000. Ui váy ở bên ngoài đang mua 300.000 thì em bán tặng 109.000 các chị ạ. Các chị cứ nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em này. Đó, nó là dạng tay bồng như thế này này, rất là đẹp, tay hai lớp nha mọi người nhá. Rất là sang, những cái sang trọng nó nằm hết những cái váy này luôn á. 109.000 cho em mã số này lên cho em là 07 đúng rồi. 07 cho em nhá mọi người, có 109.000 váy hai tầng cho em nhá mọi người nhá. Đó, đẹp lắm, màu xanh với màu hồng. Cái này mặc đi tiệc đi cưới cho em rất là xinh luôn cho em này. Bé nào mà sinh nhật sắp tới sinh nhật của cái này em rất là tiếc là em không làm được màu trắng, tại vì là hết mất màu trắng. Chứ là em tính là làm ba màu xanh hồng trắng cơ, nhưng mà không có màu trắng nên là còn có hai màu này thôi ạ. Dạng của nó màu hồng là dạng hơi cam ấy mọi người nhá, hồng cam ấy, nó rất là đẹp và nó tôn da cực kỳ luôn. Mã số là 07 cho em nhá mọi người. 109.000 cho em, 109.000 mã số cho em là 07, màu xanh 07 màu hồng này. 109.000 nha mọi người nhá. 17 cân đến 37 cân em có size. 17 cân đến 37 cân em có size, mã số là 07 cho em 109.000 nha mọi người nha. Cái tim này là 08 á, à không mấy đây. Em lấy lại cho các chị chỉ vào sau này. Có nhiều cái còn chưa lên lắm. Hả? 10. Rồi cái này lên máy tim là mã số 10 này. Đó. Cho xem mẫu trắng đỏ treo ok, cái đấy bán khá chạy, cái đấy sợ hết đấy. Rồi cái này lên cho em mã số là 10, mã số 10 cho em này. 15 cân đến 35 cân, mã số 10 cho em con này nhá. Mã số 10, 99.000. Mã số 10, đúng không? Vâng. Mã số 10 cho em, 99.000 cho em này. Váy tim này, đó, váy tim phối ren rất là đẹp, cổ vuông nhá mọi người. Cái này là cổ vuông ren này, nó rất là xinh luôn. Cổ vuông ren rất là đẹp, mã số 10 cho em nhá. Mã hàng số 10, 99.000 cho em. Đó, cổ vuông tay bồng này, rất là xinh luôn, mã số 10 cho em nhá. Mã hàng số 10 giúp em ạ. Cổ vuông ren cho em nhá mọi người nhá. Cổ vuông ren, chị nào lấy 10 thì comment cho em là 10 kèm cân nặng cho em là được nhá mọi người nhá. Váy trắng này là mã số lộc 06 này. Rồi, cái này lên cho em là mã lộc 06 này. Đây, cái này là mã lộc 06 cho em, 15 cân đến 35 cân cho em với giá là 89.000 nhá. 89.000, mã này là lộc 06 cho em. Đó, có màu và màu đỏ và màu trắng cho em nhá mọi người nhá. Đặt nhanh nha, không em sắp nghỉ like đấy. 06, con này lên là 06 cho em này. Cánh tiên ạ, à, cái này là dạng cánh tiên nhưng mà nó không bị nhăn nhá mọi người. Chất cái cánh tiên của nó rất là rũ và mềm. Đây, cái phần thân của nó cũng thế nhá, không bị nhăn luôn. Cái này không hề nhăn, không hề nhầu luôn cho em. Mã này lên là 06, lộc 06 này. Lộc 06 có 89.000 cái này em đảm bảo với các chị là đẹp hơn trên like nhá mọi người nhá. Đẹp hơn trên like luôn đấy. Cái này này đẹp lắm, ở ngoài nó rất là đẹp. Màu đỏ của nó không phải đỏ tươi đâu, mà cái này của nó cũng là đỏ vừa phải thôi, nhưng mà mặc nó rất là trắng da luôn. Vì phối những cái đường ren như thế này này, nó trắng ơi là trắng luôn đấy. Này, cái này rất là đẹp luôn. 06, lộc 06 cho em này. Trắng lộc 06 màu đỏ cho em nhá. 89.000, mã số là lộc 06. À, em còn cái này em tặng các chị này. Cái này size bé thì chị nào đang còn size bé thì ở đây em tặng nhiều, cái size bé lắm. Mã số tiếp theo này. Mã
Mã số 35 này. Size 17 cân. Rồi cái này lên cho em mã số 35 size 12 đến 17 cân cho em mã số 35 này 39.000 cái nhé. Tặng cái này hàng hàng cốt tông cho em nhé, cốt tông thêu ạ. Phần trước là cốt tông thêu cho em này. Đó, 39.000, mã số lên là 35 mà. 35.000 đi, cho nó số nó đẹp đi. 35.000. Mã số 35.000 cho em nhá. 35.000. Đó, váy đuôi cá cho em tầm 2 đến 4 tuổi mang vừa nha các chị nhá. 2 đến 4 tuổi mang vừa cho em mã số này lên là 35 cho em 35.000. 35 sao để có con gì cả mùa. Nhắn này. Rồi cái này lên là mã số 35 nhá. Đúng rồi, chị nào lúc này mà đặt cái mã lộc rồi thì thôi không phải đặt nữa đâu các chị nha. Nhớ là dành cho những chị mà khách mới vào thôi nha mọi người, không có lại đặt đi đặt lại đấy. Rồi cái này lên cho em mã số là 35.000. 12 cân đến 17 cân cho em tầm 2 đến 4 tuổi mang được cho em váy này. Chất liệu của nó là toàn bộ là cốt tông tàu luôn cho em nhé mọi người. Phần trên này là thêu này. Cái này thêu hết luôn nhá. Đó, thêu nhá mọi người. Quay giặt thoải mái cho em. Thanh Huệ Võ có số điện thoại cho lên số điện thoại nào. Rồi ok nha. 35.000 ạ. 35.000 cho em ạ. Mã số 35.000 giúp em. Rồi ok nha. Mã số 35. Rồi ok nha, mã số lên là 35 cho em nhé mọi người nhá. 35 cho em. Để giờ chốt đơn cho em không Thúy, Thúy Nguyễn Ngọc có nha chị nhá. Thúy Nguyễn Ngọc có 06 rồi. Có rồi, yên tâm em quên đi này. Em cuối live không đọc chốt đấy mọi người. Có rồi. Rồi ok nha. Hết khách chưa? Chị nào mới có một sản phẩm nào? Ừ, mang người bạn. Có 7-80 mắt thôi. Đây này, em ơi, cái bộ này tí lại cho vào cái bộ bộ gì nhớ, bộ chi nha. Rồi lên cho em này, nhưng mà lại sai nhãn chết đi được ạ. Sai nhãn chết luôn à. Đây còn một cái con chua này, cái này cái con sĩ này đúng không nha, cái này lại sai đi để phải bán rồi à. Quần chua còn một cái duy nhất. Lộc không trắng màu, 06 màu trắng ok chị Thanh Huệ Võ nhá. Ok này. Rồi cái này lên cho em size 17 cân này, 17 cân quần suông này. Quần suông tầm 17 cân 4 tuổi, 17 18 cân 4 tuổi quần suông em tặng 40.000 cái luôn cho em. Cái này lên mã số 36 này. 36 40.000 nha mọi người, thanh lý luôn á. Cái này có một cái duy nhất thôi, 17 18 cân tầm 4 tuổi các chị nhá. Nhớ là 4 tuổi cho em 40.000 cho em nhá. Co giãn 4 chiều. Quần bò nhà em toàn bộ là hàng tàu hết ấy, nhưng mà có một hai cái thôi em tặng 40.000. Trong năm đang bán 150-180 cơ mà đúng không? Rồi ok nhá, 40.000 cho em mã số lên là 36 đi nhá. Có một cái thôi mọi người, lên cân nặng nhanh nhá. Chị nào lên cân nặng nhanh thì em cho này. Đó, ok này. À, em áo phông này. Chị hết rồi. Mấy bộ hàng lông này. Vừa bán rồi chứ. Vừa bán cái quần suông đấy em. Đây mấy bộ hàng đông này, 36-40.000. Mấy con mấy bộ này hàng đông đẹp ơi là đẹp. Đẹp quá. Đẹp. Ui cái bộ này đẹp thế. Đẹp nào. Ui cái bộ này để cho con em mặc còn hơn. Bộ này đẹp biết gì ạ? Em thấy nó hôm trước lấy cho con chưa nhỉ? Chết hết. Con này mình chưa vừa. Thôi bán đi. Rồi cái này lên cho em bộ gấu thêu nhé mọi người nhá. Uri cho em này. Cái này phần trước là thêu nhưng mà phần sau là in nhiệt này. Đó, cái này là phần trước là thêu này, chạy chữ này, chạy bo chữ rất là đẹp luôn. Cái bộ này lên là 37 đây. 37 nhá, mã số 37 cho em 15 cân nhá mọi người. 15 cân 4 tuổi nhá, 15 17 cân nhưng mà 4 tuổi quay lại cho em bộ này em tặng luôn 50.000 bộ nhá. 50.000 luôn, cái này trong năm em thấy các chị em nhập bộ này 140 đấy. Ở trong năm ấy hàng đông đấy, 140 bộ da cá nhá, hàng da cá 50.000 một bộ luôn này. Tặng. Còn đúng một bộ 50.000 nha mọi người nhá, 50.000 một bộ. Mã số cho em là 37 50.000 cho em bộ gấu này, 15 cân 4 tuổi thôi nhá, nhớ là 3 4 tuổi mang được thôi nha mọi người. 15 cân 3 4 tuổi cho em nhá, còn có đúng một bộ nên tặng đấy. 50.000 bộ. À, hết khách rồi đấy. Cái gì mà A36 đấy? Nhà em không phải là A36 thôi nhá. Nhà em là mã số 36. A để nhầm nó số khác để chết đấy.
40.000, 17, 18 cân đúng rồi. Rồi bộ Adidas này, Adidas của cái gái này. Rồi nha, bộ này lên cho em này 20 cân này, 20, 22 cân cho em này, 20, 20, 22 cân, 20, 25 cân đấy mọi người. Rồi cái này lên cho em mã số là 30 mấy đấy. Mấy cái chị vào sau mà đặt đơn hàng lẻ sai thì các chị đặt nhiều nhiều lên nhá mọi người nhá. Khi nào có hàng về sớm thì em gọi chốt đơn thì chị ở đâu ạ? Ít nhất thì ở miền Bắc thì tầm 2 hôm. Miền Bắc thì 2 hôm nhá mọi người, còn miền Nam thì tầm 4 hôm. 38 à. Cái này lên mã số 38 cho em 25 cân bộ Adidas nha mọi người nhá. 60.000 một bộ luôn, chất da cá này, 60.000 một bộ cho em nhá. 60.000 hàng da cá cho em 25 cân. 23 đến 25 cân. 3 đến 5 ngày chị ơi. Hồ Chí Minh thì tầm 5 hôm chị ạ, vì đây bây giờ đang dịch ấy, dịch ở miền Bắc thì em nó khá là nhiều ấy nên là chắc nó sẽ chậm hơn ấy. 5 hôm nhá. Em chẳng hứa trước được cô. Cố gắng đi nhanh nhé, nhất cho khách là được. Ok nha. Rồi chị nào lấy thì tóm em. Mã số lên là 3 mấy, lên 40 mã là nghỉ thôi. 3 mấy rồi, 38. 38 rồi nha. 38 rồi. 39 này. 39 24 là 25 cân. 25 cân thế 35 cân. Rồi cái này lên cho em này. 25 cân với lại 35 cân em có hai cái thôi nhá. Mã số 3 đúng hàng. Đúng rồi, các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận, ai bán lừa các chị cái váy mấy chục nghìn làm cái gì. Rồi cái này lên mã số 39 này. Chị vừa bảo em bán lừa em bỏ nghề luôn á. 39 đúng không? Vâng. Mã số 39 cho em nhé, size 25 cân này và size 35 cân. Có hai cái thôi, một cái màu vàng thì 35 cân, còn cái màu hồng là 25 cân nhé, 60.000 cái nhé mọi người nhé, 60.000 cho em. Còn có hai cái thôi ạ, 25 cân và 35 cân. Mã số là 39 nhé mọi người, em lên đúng một mã cuối cùng em nghỉ like nhé, 39 này. Đó, chị nào lấy 39 thì comment là 39 cho em nhé. Cái tim, giống hệt cái chất tim này luôn ấy, nhưng mà còn có hai cái nên xả luôn nhé. Size 35 cân có hả? Có một cái size 25 cân và một cái 35 cân. Ok. Cho chị nào có đơn rồi ấy. 38 cho chị gái họ Bùi đi, 38 là cái bộ bộ Adidas đúng không? Chị nhận được đồ rồi, đẹp lắm nha. Cảm ơn chị Đại Nguyễn này. 39 cho chị nào có đơn rồi ấy. Cho chị Hương xem đi. Không. Hay chị nào? Chị Nguyễn Hà cho chị ba chị Nguyễn Hà đơn mới à, đơn 1 à? Đơn 2 mà. Rồi chị nào có đơn rồi nhá. 60.000 cái. Nha mọi người nhá. Không em đọc xin lỗi mọi người là em đọc không may đọc thôi nhá. Nguyễn Hà không à, quên Hương Sen không có đâu nhá, không ai đòi chết á. Không may em đọc nhá, không may em đọc thôi. Không may mà đòi nhân viên là chết á, chết dễ luôn á. Rồi ok này. Trời ơi. Lúc nào em lấy mà được vẽ 50.000 cái bán với chị tặng hết 60.000 luôn. Ngày nhìn đơn. Qua nhân viên nó chốt tuần luôn. Ok, hết 39 rồi, hết rồi, hết rồi mọi người ơi. Hết rồi mọi người ạ. 340 này, số 40 này. 39 hết nha mọi người, dừng chốt 39 đi. À đây đấy, nhưng mà các chị thích tin thì đây em vẫn tặng các chị cái này, nhưng mà nó không thể sale được. Cái này em mới về mã số 40 này, cái này cũng là tin nha mọi người, nhưng mà em không sale đâu, sale ít thôi. Chị chụp đơn rồi mà. Chị ơi, thôi dành cho. Thôi cái đấy là do nhân viên nó chốt sai vừa thì nó được nhá. Rồi cái này lên là mã số 40 à. Eo ơi, cái váy 60.000 mà chọn nhiều thế. Thôi chuyển sang cái mã này đi các chị ơi. Size là bao nhiêu nhỉ? 30-32. Còn nhiều không ạ? Cái này còn nhiều không? 15-17-22 cân thôi. Ô, cái này cơ mà. Kim cổ xe trong nhà còn 30-32 rồi. Rồi cái này lên cho em size 18 cân đến 25 cân cho em này. Đây là số 30 này, 20 cân rồi này, 32 thì 25 cân này. Rồi cái này lên vì cái form này nó to hơn cái form bình thường em ạ. Cái form này nó to hơn cái form của cái này này, cũng một nhà nhưng mà cái này nó to hơn nhá. 20 cân đến 25 cân cho em mã số là 40 này, 79.000. Cái này là giá em sale rồi nhá, 79.000 mã số 40 mã cuối cùng em lên này. Và 79.000 là em thề các chị là em còn lỗ vốn 15.000 rồi ấy. 79.000 cho em mã số 40 nhá mọi người nhá. Nhớ là mọi người ơi, inbox là sẽ giá khác đấy nhá, không có giá inbox đâu nhá. Inbox là ví dụ inbox cái này này là nhân viên nó chốt là 99.000 đấy nhá. Không có lại bảo bán like khác, bán inbox khác. Như nhà chỉ áp dụng trên like thôi. Hẹn
rồi cái này lên cho em mã số 40 nhá mọi người nha. 40 cho em này, 79.000 một cái cho em nhá. 79.000 cho em nha mọi người. Rồi nghỉ nha mọi người nha. Nghỉ like thôi nha. Em thắt rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em tối nay nhá mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye các chị nha mọi người. Hẹn mọi người, gặp mọi người vào hôm khác nha. Ngày mai em không like đâu mọi người, ngày mai em bận rồi. Không like được. Rồi bye bye mọi người nhá. Nên là tất cả các cái đơn hàng đều phải đi hết. Nhà em không dồn đơn ạ. Nhà em chỉ cần từ 2 sản phẩm trở lên, nói chung là 100.000 trở lên là đi đơn rồi á. Bye bye mọi người, bye bye nha. Chúc mọi người ngủ ngon.